giải cứu Haley. Chúng ta nhận được cảnh báo là trong vài giờ nữa sẽ có một cơn lốc ập vào thị trấn đó các cậu à. Cơn lốc lần này quy mô khá là lớn, nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng đề phòng nó đến thật. Cậu đừng lo Jin, tụi mình sẽ kiểm tra mọi ngóc ngách trong thị trấn để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Đây cũng không phải là tình huống khẩn cấp, nên chúng ta chia nhau đi. Roy, nghe đây, cậu kiểm tra bờ biển và cảng biển. Amber, cậu lo dùng ngoại ô. Được thôi. Còn mình sẽ lo khu trung tâm thị trấn. Còn mình? Mình nghĩ cậu nên ở lại trụ sở với Jin. Vào những ngày này mà bay lượn trên cao sẽ nguy hiểm lắm đó. Cậu khỏi lo cho mình, mấy cơn bão giặc rảnh này có nhầm nhò gì đâu. Haley, cậu quên mất chuyện lần trước rồi hả? Cánh quạt của cậu đã gây rắc rối. Cơn bão lần này có sức gió còn mạnh gấp mấy lần lần trước. Đúng, đúng đó Haley, Jin nói đúng nên nghe lời đi. Gì đây, các cậu nghĩ mình không đủ mạnh sao? Tụi mình không có ý đó, tụi mình không muốn cậu bị thương thôi. Đúng đó, lỡ cậu gặp rắc rối thì tụi mình phải làm sao đây? Mình là thành viên của đội cứu hộ, các cậu không cần phải lo cho mình. Haley, chúng ta đến để bảo vệ cho cả thị trấn, có nghĩa là bao gồm cả đội cứu hộ nữa. Phải đó, Polly nói rất đúng. Chúng ta mà gặp chuyện thì làm sao bảo vệ người khác được đấy. Không, vì mình biết mình xử lý được mà. Haley, đừng ngang bướng nữa, cậu hãy ngoan ngoãn ở lại với mình, mình đi. Mình không thể ngồi yên để mặc thị trấn đối đầu với cơn bão được. Mình sẽ cho các cậu thấy mình đủ khả năng để xử lý vấn đề. Haley, Haley, mau quay lại đi. Mau quay lại đi Haley. Phải làm sao bây giờ? Hình như Haley mới tắt bộ đàm luôn rồi. Sao? Haley có vẻ đang buồn lắm. Cậu đừng lo lắng, đợi cậu ấy bình tĩnh lại rồi sẽ quay trở lại thôi. Mình sẽ ở đây và liên tục gọi cho cậu ấy. Được rồi, cảm ơn Jin. Còn lại mấy người chúng ta không thể kiểm tra hết toàn bộ thị trấn được đâu. Jin, cậu báo cho cư dân biết về cơn lốc đi. Được thôi. Cư dân của thị trấn Rum hãy chú ý, mình xin cảnh báo sắp có lốc. Xin mọi người hãy di chuyển đến khu vực an toàn và tuân thủ theo quy định về an toàn. Lặp lại, đây là thông báo cảnh báo cơn lốc sắp tới, đội cứu hộ xin thông báo. Hy vọng là cơn lốc không quá lớn. Hả? Haley, 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 cậu ấy không trả lời mình. Rắc rối quá đi. Làm như mình gặp bão mà không bay được vậy. Được, mình sẽ hoàn thành chuyến đi của mình và chứng minh cho họ thấy Haley này có những gì. Nhanh lên, đi tiếp đi. Nhanh lên các con ơi. Tiếp tục, có vẻ an toàn. Lốc lốc đáng sợ lắm. Hình như chú Wheeler đã dán kính cửa sổ rồi. Hả? Bosty, Holy, cậu đang định đi đâu vậy? Mình định đến hầm trú ẩn trên núi để giao thư cho khách hàng á. Giao thư trong thời tiết này sao? Mình không tán thành, vì như vậy rất nguy hiểm. Đợi hết bão rồi hãy đi cũng được mà. Được, mình nghe cậu. Nhưng mà trời vẫn chưa mưa mà ta. Chỉ cần đi giao thật nhanh thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dùng cảng an toàn, dưới thị trấn cũng ổn. Em bớt, dùng ngoại ô sao rồi? Khu thi công đã bị đóng cửa rồi. Những khu vực khác đều ổn nên cậu cứ yên tâm. Hay lắm, chúng ta sắp chuẩn bị xong xuôi rồi. Cậu đã liên lạc được với Haley chưa về Jin? Mình đã cố liên lạc với cậu ấy hàng trăm lần rồi, nhưng mà vô vọng thôi. Mình mà biết trước chuyện này thì lúc đó mình đã đi cùng với cậu ấy cho rồi. Haley, bạn tôi ơi, cậu đâu rồi? Bão đến rồi. Chắc giờ mọi người cũng đang lo lắng vì không biết mình đang ở đâu. Mà cũng đáng lắm. Cứu dân. Hả? Cứu. Là Bosty. Bosty. Haley. Có chuyện gì vậy? Mình mới leo lên núi đưa thư xong, lúc quay về thì cây cầu mất tiêu luôn rồi. Giờ mà cố băng qua đây thì nguy hiểm lắm. Chúng ta phải tìm chỗ trú thôi. Chúng ta lên núi tìm thử xem có khu nào không. Bosty, sao vậy? Mình không đi nổi nữa rồi. Nhưng mà cậu phải vào bên trong. Cậu mà ở ngoài đây là sẽ bị lốc cuốn đi đó. Không được, mình hết năng lượng rồi. Bosty, dậy đi. Ôi không, mình phải lấy sạc dự phòng khẩn cấp. Đợi đó Bosty, mình sẽ quay về liền.
Hayley, Hayley, làm ơn nghe đi mà. Jean, Hayley trả lời cậu chưa? Chưa nữa Polly, cơn bão đã chặn hết mọi tín hiệu luôn rồi. Thôi được rồi Jean, mình nghĩ là mình phải ra ngoài để tìm Hayley thôi. Thôi, nguy hiểm lắm, để mình đi cho. Mình cũng hiểu là cậu đang rất lo lắng. Nhưng mà bây giờ Hayley không bật bộ đàm thì cậu biết tìm cậu ấy ở đâu? Mình nghĩ là chúng ta nên đợi cậu ấy. Kìa kìa, cậu ấy đang ở trong rừng. Hayley, cậu làm gì ngoài đó vậy hả? Tình huống khẩn cấp đây. Có chuyện gì vậy Hayley? Buffy bị cạn năng lượng trong lúc di chuyển tới hầm trú ẩn ở trên núi. Mình đang ra ngoài để tìm chạm sạc khẩn cấp cho cậu ấy đây. Gió mạnh quá, mình không thấy gì nữa hết. Bị mất tín hiệu rồi. Hayley với Posty đang gặp rắc rối. Các cậu phải mau đi thôi. Hiểu rồi. Sạc năng lượng khẩn cấp. Polly, Amber với mình sẽ lo chuyện này. Cậu tiếp tục tìm Hayley đi. Được, cậu đưa cậu ấy vào trong đi. Cậu đừng lo. Sao chứ? Nhưng mình không bay lên được. Không sao đâu, cùng ra khỏi đây thôi. Mình sẽ cố, nhưng cậu có kéo nổi mình không? Tất nhiên rồi, cứ tin ở mình. Được. Nhanh lên, nước đang ngày càng dâng cao, bám chắc lấy. Nhanh lên. Được rồi. Lên trên thôi. Có chuyện gì vậy? Polly, cậu có sao không? Không sao, thử lại thôi nào. Polly, cậu có sao không? Mình không sao, cậu có sao không? Mình ổn, chúng ta cùng thử lại một lần nữa. Giỏi. Một chút nữa. Có ai cần giúp đỡ không? Chào ơi, mày quá đúng lúc lắm. Posty,
các cậu. Cũng may là các cậu không sao hết. Phải. Mình xin lỗi Polly, cũng tại mình không chịu nghe lời cậu. Mình cũng có lỗi nữa Polly. Cậu lúc nào cũng đúng. Mình không đủ khả năng làm thành viên của đội cứu hộ. Không đâu Haley, là tụi mình đã sai. Nếu như không có cậu ở đó, Bosty đã gặp chuyện rồi. Cậu là một thành viên tuyệt vời của cả đội. Polly. Cho mình xin lỗi vì đã hoài nghi cậu. Chính lòng tin cho nhau mới là thứ tạo nên sức mạnh của chúng ta. Đúng đó, nếu như Polly không tin tưởng Amber và mình thì chúng ta đã không thể đi giải cứu được Haley rồi. Đúng vậy, và nếu mình không tin Polly thì cậu ấy đã rơi xuống vì sức nặng của mình rồi. Đúng vậy, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau thì chúng ta sẽ thành một đội tuyệt nhất. Cảm ơn các cậu. Chúng ta về nhà thôi. Nhưng trước mắt phải sửa cánh trực thăng cho cậu có đúng hay không? Phải, mình quên mất. Jin sẽ lôi chuyện này ra chọc mình cho mà xem. Các cậu đừng nói cho cậu ấy biết. Em họ của Bruno. Mình làm sao có thể chăm sóc cho Bruni trong một ngày bận rộn như vậy được? Anh Bruno. Chào em với. Nhanh lên đi, nếu không anh sẽ trễ giờ làm đó. Wow, nhìn có vẻ vui lắm đó nha. Bruni, em đang làm gì vậy? Không có gì, em chỉ muốn đi chơi thôi hả? Đó không phải là trò chơi, chúng ta phải đi tiếp thôi. Đi theo anh nha. Anh, chào em với. Vậy là chú bắt đầu xây dựng đường sắt vào ngày hôm nay sao? Đúng vậy, mọi người chỉ mới chuẩn bị vật liệu xây dựng thôi. Được rồi, nếu chú cần giúp đỡ gì, đừng ngại nói với tụi con nha. Cảm ơn nhiều. Tới nơi rồi. Xin chào mọi người. Tụi con đến trễ rồi. Xin chào mọi người, hai sao người rồi? Xin chào Bruni. Hôm nay có khách tới thăm đó, con chào Polly và Amber đi. Xin chào, rất vui được gặp em. Em cũng vậy. Em đúng là dễ thương quá. Vậy hả? Nó đúng là dễ thương nhưng nó phiền phức lắm luôn đó. Còn là một kẻ chuyên gây rắc rối nữa. Cái gì? Bruno có một người em họ sao? Nhìn họ giống y chang nhau vậy. Em ấy còn giỏi chơi bóng, giống như Bruno. Bruno thật may mắn khi có người em họ như em ấy. Cậu nói đúng. Nếu mình có một người em họ giống mình như Đúc, mình sẽ tốt với em ấy. Không cần đâu, có thêm một Haley khác thì mình không biết có xử lý được hay không. Tại sao? Rooney, em khiêng lên lại đi. Em không cần phải khóc như vậy. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Sao cậu lại làm em mình khóc vậy? Em ấy làm cản trở công việc của con. Hình như Bruni đang buồn thì phải. Con muốn chơi trò chơi với mọi người không? Chơi được hả chú? Không được. Sao không được chứ? Con chỉ cần nhanh chóng làm xong công việc ở đây, sau đó con có thể dành thời gian cho em của con. Chú còn phải đi tới kho chứa đồ nữa, còn phải lắng nghe những gì em con nói. Gặp lại sau. Bye. Tạm biệt. Gặp lại sau. Chơi bóng. Cũng được. Vậy lấy bóng đi. Mọi người đang chờ chúng ta quay về đó. Chơi bóng. Mình ước là mình có thể đưa em ấy đi thiệt là xa và bỏ luôn ở đó. Bỏ hả? Vậy thì đi. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Ok, em hiểu rồi. Chúng ta sẵn sàng chơi chưa? Rooney à, em có muốn tìm hiểu trò chơi mới này không? Yeah. Vậy thì em phải đi tìm một cái thang. Trong đời em chưa bao giờ chơi một trò chơi thúi gì như vậy, có phải không? Một cái thang hả? Em phải tìm ở đâu mới được bây giờ? Em nhìn bên đó đi, phía sau nhà của chú Builder. Em có thể tự mình đi lấy có đúng không? Ý anh là em rất mạnh mẽ mà. Dạ, em là cậu bé mạnh mẽ. Tìm cái thang. Tạm biệt Bruni, anh xin lỗi nha. Hôm nay anh không chơi với em được đâu. Tìm cái thang. Bruno, anh ở đâu? Anh ơi, Bruno. Em ấy đâu rồi? À, Bruni đó hả? Em ấy cảm thấy mệt rồi, cho nên là quyết định về nhà nghỉ ngơi.
Khi vừa về tới nhà lại mấy ngủ thiếp đi ngay. Thật tuyệt vời. Chúng ta thật sự không thể chơi bóng với Bruni được đâu. Đúng vậy, nhưng em ấy ổn không? Nếu thức dậy mà không thấy ai thì chuyện gì xảy ra? Ý cậu là có tai nạn hả? Mình chắc chắn là em ấy sẽ ổn mà. Rồi, chúng ta chơi thôi. Jin, cậu để quả bóng cầu vồng ở đâu vậy? Cậu đưa cho mình rồi bây giờ muốn lấy lại hay sao chứ? Mình biết, nhưng mình muốn đưa cho Rooney. Cậu tìm giùm mình đi. Cậu làm mình hết kiên nhẫn rồi. Cậu không để mình làm việc hay sao chứ? Xong rồi Polly. Cảm ơn Jin. Cậu bảo dưỡng cho mình xong rồi. Cậu tìm quả bóng đi. Nếu không cậu sẽ nghe lại nhải hoài. Đúng vậy. Tại sao mình phải nghe lại nhải về em họ của Bruno chứ? Anh ơi, Bruno, anh ở đâu? Hả? Tuyệt vời quá trời. Wow, đi lên nào, tuyệt vời quá đi. Hả? Cao ghê không? Bruno, Bruno. Sao vậy Bruno? Cậu làm rớt bóng rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ? À, xin lỗi nha, mình sẽ đi lượm lại cho. Không có em họ của cậu thì chơi vui hơn đó. Mình mong rằng Bruno vẫn ổn. Bruno, anh ở đâu? Mình không thể chịu đựng được nữa. Mọi người tiếp tục đi. Mình phải đi rồi. Mọi người cứ chạy bóng tiếp đi. Bruno. Cậu ấy hành động kỳ lạ quá. Rooney, anh mong rằng em sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Mình không nên để cho em ấy một mình. Bruno. Bruno. Bây giờ mình còn nghe thấy giọng của em ấy nữa. Bruno. Hả? Cứu em. Rooney. Cuối cùng thì quả bóng ở đâu vậy? Haley sẽ tức giận nếu như mình không tìm thấy quả bóng. Hả? Jin của đội cứu hộ nghe đây. Jin, mình cần giúp đỡ. Chuyện gì vậy Bruno? Trường hợp khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp. Bruno bị mắc kẹt trong thang máy của Willow Room. Thành viên của đội cứu hộ tới đó ngay lập tức. Được rồi. Nếu Rooney xảy ra chuyện gì thì mình phải làm sao đây? Đừng lo lắng, tụi mình sẽ cứu em ấy thôi. Rooney, tụi anh sẽ lên đó cứu em. Em cố gắng lên. Nhanh lên, làm ơn. Amber, cậu có thể kiểm tra hệ thống khẩn cấp không? Được chứ. Haley, tụi mình cần chút an toàn để có thể trèo lên trên mái nhà. Được rồi. Hình như có gì đó kẹt trong thang máy. Hệ thống hiển thị tin bất thường. Vậy sao? Để mình đi coi thử. Molly, xong rồi đó. Sẵn sàng chưa? Rồi. Haley, đây nè. Bắt đầu thôi. Rooney, Molly, em có ổn không? Dạ. Tụi anh rất tự hào vì sự dũng cảm của em. Giờ hãy ra khỏi đây. Dạ được.
Giờ nghe anh nói đây, em phải leo lên mái nhà. Rồi, kéo lên đi. Được. Rudy, không có chuyện gì đâu, em sẽ ổn thôi mà. Mau lên. Thôi nào. Xảy ra chuyện gì vậy, Bully? Mình không sao. Rồi, chờ một chút, mình sẽ kéo cậu lên. Cảm ơn. Bruni, cầm chắc nha. Đi thôi nào. Dạ được. Nếu như mình không bỏ em ấy một mình thì sẽ không xảy ra chuyện này. Đừng lo lắng Bruno, Bruni sẽ ổn thôi mà. Bruno, em ở đây. Bruni, chào. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi em nha Bruni. Anh cảm thấy buồn khi em phải rời khỏi đây sớm vậy. Anh mong rằng em sẽ ghé tới đây nữa. Quay lại đây chơi, nhưng mà lần sau tìm cái gì an toàn thì mới chơi nha. Dạ được. Đợi chút. Chin. Hơi là vừa kịp giờ. Sao vậy Chin? Đợi mình một chút. Ta-da! Quá, tìm được rồi. Ừ, nhưng hơi tốn thời gian. Bruni, dạ. Đây là quà của Haley. Tặng cho em đó hả? Nhìn nè Bruno. Yeah, thật là tuyệt vời. Cảm ơn Haley. Cảm ơn anh Haley. Không có gì. Bruni, chơi chung với anh họ của em phải không? Dạ. Giờ mình nghĩ là mình nên đưa Bruni về nhà. Tạm biệt, hẹn gặp lại Bruni. Tạm biệt Bruni. Bye. Đôi khi Bruno bực mình vậy thôi, nhưng mà cậu ấy rất quan tâm tới em họ của mình. Cậu không nghĩ như vậy sao Haley? Sao? Cậu vẫn còn muốn kiếm chuyện với mình nữa hả? Tất nhiên là không. Câu lạc bộ bí mật của chúng tôi. Mình sẽ trở lại. Các cậu, đây là ngày tuyệt vời để chơi. Cũng là ngày tuyệt vời để tuần tra. Đúng vậy. Nếu thấy gì nhớ báo lại cho mình biết nha. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Chúng ta không đi sớm thì không còn sân chơi nữa đâu đó. Mình tới đây. Mini, khi băng qua đường con nhớ nhìn hai bên đường nha. Dạ con biết rồi ông. Tạm biệt ông Bobby. Được rồi, nhớ cẩn thận nha mấy đứa. Chúng ta tới trễ rồi kìa. Thấy chưa, mình đã nói là chúng ta phải nhanh lên rồi mà. Đợi một chút. Em xin lỗi. Anh có thể nói cho tụi em biết khi nào chơi xong không? Sao vậy? Vì tụi em cũng muốn chơi bóng chuyền nữa. Anh xin lỗi, nhưng mà tụi anh tới đây trước rồi, tụi anh còn phải chơi một lúc nữa. Hay là tụi em thử chơi ở sân Apple Street đi. Nãy anh đi ngang thấy không có ai hết á. Sao? Đi thôi nào. Tụi anh đã chơi ở đây cả ngày hôm qua rồi, cho tụi em chơi được không? Chỗ của tụi anh lớn lắm, tụi anh đến đó đi. Tụi anh cũng muốn như vậy, nhưng mà chỗ của tụi anh để gỗ và vật liệu xây dựng hết rồi, không còn chỗ trống nữa. Tụi em chờ một chút đi. Chờ bao lâu? Một, hai tiếng hay ba tiếng gì đó. Hay bốn tiếng, năm tiếng. Chúng ta đi thôi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Có nơi này nữa sao ta? Hả? Gì vậy? Wow, đúng là có một nơi rộng như vậy luôn. Các cậu, mình mới vừa tìm thấy nơi này. Mình sẽ gửi vị trí cho. Mau đến đây đi. Được rồi. Wow. Ở đây có một ngôi nhà cũ.
Tại sao mình lại không biết vậy? Mình biết. Chỗ này bị cây che phủ hết. Khi cơn bão đi qua, cây ngã hết mới thấy được. Vậy sao? Có vào không? Thật đáng sợ. Mình hy vọng sẽ không có chuyện gì cả. Mọi người đi cẩn thận nào. Chúng ta phải kiểm tra nơi này. Được rồi. Có sao không? Không sao, nhưng mà nơi này rất là nguy hiểm. Cậu nói đúng đó, chúng ta ra ngoài thôi. Chúng ta phải chặn đường không cho ai vô trong này hết thì mới được. Được rồi. Thôi đi, mình nghĩ là chúng ta nên quay về nhà. Hình như ở đây không phải là con đường bình thường. Về đi Rudy, mình thấy mệt rồi. Không được, chúng ta nhất định phải tìm được một cái sân để chơi bóng. Các cậu về đi, còn mình thì không đâu. Gì vậy? Vào trong coi thử đi. Vào trong đi. Wow, tuyệt thật đó. Thật là đáng sợ. Đừng có sợ, ở đây giống như nơi ẩn náu bí mật của cướp biển vậy á. Mình không cho cướp biển đâu. Cậu sửa thành tòa lâu đài đi. Được, cậu muốn gì cũng được hết. Đây là câu lạc bộ của chúng ta. Câu lạc bộ của chúng ta. Và chúng ta không được nói bí mật này cho bất cứ ai nghe hết. Hiểu chưa? Được. Nào, hứa đây. Xin hứa. Ok, chú Builder. Con sẽ nói với họ. Chú Builder sẽ kiểm tra căn nhà cho chúng ta. Căn nhà đó bị tổn thất nặng nề quá rồi. Quá tệ. Mình nghĩ là phải sửa nhiều lắm đó. Khi nào thì bắt đầu làm vậy? Chú ấy nói sáng mai sẽ tới đó. Tuyệt vời. Sau khi chúng ta tuần tra xong, sẽ ghé qua đó xem sao luôn. Đây là một ý tưởng hay. Căn nhà đó quá cũ rồi. Cảm ơn các cậu. Hôm nay các cậu đã làm một công việc tuyệt vời. Ngày mai cũng vậy nha. Gặp cậu ở đó. Nè cậu, ba của cậu sắp đi làm rồi. Hôn ba cái đi. Mình nói là hôn ba cậu. Đúng là cậu biết. Ba ơi đây, làm việc xong ba sẽ trở về. Mini, mình không muốn ngậm cái này vào miệng mình nữa đâu. Không được, nếu cậu là em bé thì cậu phải ngậm vào. Cậu coi lại lời thoại đi. Được rồi, bắt đầu từ bên này. Ai ở ngoài kia vậy? Hục, sẵn sàng chưa? Im lặng. Chúng ta cứ đợi họ rời khỏi. Không, xảy ra chuyện gì vậy? Có nên bắt đầu từ bên kia không? Hoặc là sao con không làm bên đây? Ông Builder, mau dọn lại đi. Rudy, ở đây không an toàn đâu con. Nhưng Mini và Benny đang ở trong đó. Cái gì hả? Mini, Benny, có ở đó không? Các cậu hãy quên lời hứa đi. Chỉ cần nói là các cậu ổn không thôi. Kiếm người giúp thôi. Kiếm người giúp thôi. Xin chào, đội cứu hộ nghe đây. Chú Builder hả? Cái gì? Chú nói cái gì chứ? Sao vậy Jin? Các cậu, trường hợp khẩn cấp lắm. Chú Builder đang chuẩn bị đập căn nhà đó. Nhưng Benny và Mini thì đang ở trong nhà. Sao? Được rồi, chúng mình sẽ tới đó ngay. Nhanh lên nào. Cứu chúng con với. Chờ chút, các cậu làm được. Đội cứu hộ đang trên đường tới đây đó. Thở kìa. Ở đâu? Ở bên trong. Haley,
xem coi tụi nhỏ đang ở đâu vậy. Được rồi, tụi mình sẽ cứu tụi nhỏ. Ủa? Mọi người lùi lại đi. Ủa? Rồi. Ủa? Nhanh lên đội cứu hộ. À ha, họ ở đó, nhưng lối vào bị cây cột chặn lại rồi, chúng ta không vào được. Mình hiểu rồi. Ừ? Tụi mình sẽ tìm cách vào trong đó, cậu cứ tiếp tục xem đi. Rồi, tụi mình phải nhấc căn nhà lên để mở lối vào. Cậu làm được không? Mình sẽ thử. Ok, khi cậu mở lối vào rồi thì mình sẽ đi vào trong đó nâng cây cột lên. Còn Amber, cậu đi cứu tụi nhỏ đi. Được rồi. Nhanh lên. Amber, trông chậu cậu quá. Được rồi. Tụi em có ổn không? Dạ. Dạ. Tốt, giờ đi ra ngoài thôi. Cẩn thận đó. Molly, mọi thứ sắp sụp đổ. Mọi người ra đi. Nhanh lên đi nào. Tiếp tục di chuyển thôi, đi nhanh lên. Molly, ra ngoài nhanh lên. Đi đi. Hey. Tụi em xin lỗi. Tụi em biết tụi em không nên vào đây, nhưng tụi em không còn chỗ nào chơi hết. Tụi anh hiểu. Nếu tụi anh biết sẽ xảy ra chuyện này thì hôm qua tụi anh đã cho tụi em chơi ở sân đó rồi. Chúng ta cần phải tìm ra một nơi an toàn để mọi người có thể chơi đùa với nhau. Chúng ta có thể xây dựng lại một sân chơi không vậy? Được, anh đã tìm ra nơi này. Tất nhiên, phải nhờ chú Builder giúp một tay rồi. Chú cũng muốn xây một nơi cho tụi nhỏ chơi. Vậy con muốn chú xây ở đâu đây? Ở đây, con nghĩ ở đây là một sân chơi tuyệt vời. Tất nhiên, ở đây gần chỗ chúng ta sống mà. Chúng ta phải đảm bảo tất cả mọi thứ đều an toàn. Có thể xây dựng một cabin, một sân bóng, để cái xích đu, cái cầu tượng. Như vậy thì tuyệt vời lắm. Wow, tụi em thích quá. Tụi em có thể vào trong không vậy? Được chứ. Vậy là Hayley đưa ra ý tưởng rất tuyệt vời. Cảm ơn chú Builder. Không cần phải cảm ơn, chú chỉ làm theo kế hoạch mà Hayley vạch ra thôi. Hayley, lần này cậu thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn. Anh Hayley, nơi này rất tuyệt vời. Các cậu mau nói đi. Tụi em yêu nơi này. Anh có thể đến chơi khi rảnh phải không? Anh nói vậy không đúng. Anh phải được phép đến chơi được vào câu lạc bộ bí mật. Vậy không công bằng. Nào các em, các em không nhớ đây là kế hoạch của anh sao? Không nhớ. Chờ đã. Trong chóng của Hayley. Làm ơn đi Jin, lần sau mình mới bảo dưỡng có được không? Không thể như vậy được. Cánh quạt của cậu trục trặc một chút cũng phải sửa nữa. Được rồi, mình biết rồi. Nhưng mình đã nói hôm nay mình có chuyện khẩn cấp mà. Không có gì quan trọng hơn sự an toàn hết. Nhưng hôm nay cửa hàng đồ chơi đang có chương trình tặng chong chóng đó. Với lại, họ chỉ tặng cho 50 người đầu tiên tới đó thôi. Cái gì chứ? Cậu không chịu bảo dưỡng lại gì cái chong chóng đó hay sao? Cậu không biết sao? Mấy cái chong chóng đó rất đặc biệt và siêu hiếm luôn. Nếu mình đến muộn thì không còn cái nào. Được rồi, cậu mau leo lên đó đi. Nếu cậu càng nói nhiều thì mình sẽ càng sửa lâu hơn nữa đó. Được rồi. Đứng yên nha. Biết rồi. Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất. Mình nghĩ là sẽ tới lượt của chúng mình thôi. Mình nghĩ là sẽ tới lượt chúng mình thôi. Cứ từ từ quá. Đúng rồi, nhưng mà lâu ghê. Rudy. Hả? Em chào anh Hayley. Em cũng đến đây nhận chong chóng sao? Dạ. Ôi, vì Jin nên mình mới đến trễ như vậy. Mong là chưa quá muộn.
gì? Rudy muốn chơi bóng với chúng ta mà. Sao cậu ấy không tới đây chứ? Đừng lo lắng. Benny nhìn mặt của cậu đi. Mọi người ơi, đau nhìn lắm đây. Cậu có gì? Thật tùy có phải không? Mình nhận được trong chóng miễn phí từ cửa hàng đồ chơi á. Miễn phí? Benny, chúng ta đến đó đi. Tới đó cũng vô dụng thôi. Bởi vì họ phát đủ 50 người rồi. Vậy tiếc quá. Rudy, cậu cho mình chơi có được không? Không được. Trong chóng này rất đặc biệt, cậu sẽ làm hư nó. Thôi nào, cậu tin mình đi. Một lần thôi. Không được. Mình sẽ đến ngọn đồi lộng gió. Rudy, cậu có muốn chơi bóng không vậy? Cho cậu chơi đi. Benny, chúng ta tự chơi đi. Mình không muốn chơi nữa. Tại sao lại không muốn chơi chứ? Mình muốn có trong chóng như Rudy. Ta-da, cuối cùng mình cũng có đủ bộ sưu tập trong chóng rồi. Các cậu thấy sao? Đúng là một khu vườn đẹp. Hayley, mình có thể mượn một cái để lên xe của mình hay không vậy? Mình nhớ có người nói là mấy cái trong chóng không có gì quan trọng. Mình xin lỗi, mình có thể mượn một cái được không? Không được, cậu không được lấy. Không được. Mình không cho cậu được. Cho mình mượn đi mà. Mình không thể cho cậu một cái được. Hayley ơi, cho mình mượn đi mà. Vui quá đi. Suýt chút nữa thì mình bị chim lấy đi mất rồi. Giờ đi chơi thôi. Đi nào trong chóng. Không, trong chóng có mệt. Quay lại. Muộn rồi, không còn nữa. Mình đã bỏ lỡ một dịp tốt như vậy. Đây. Tìm được rồi. Benny. Benny, chào em. Cái đó là của anh hả? Gió thổi bay. Anh nghĩ không tìm lại được nữa. Nhưng anh đã tìm được. Em thấy có đẹp không? Dạ, thực sự rất là đẹp đó. Anh có thể cho em chơi thử không? Bây giờ sao? Dạ, em cũng muốn có một cái như vậy. Nhưng hết rồi. Được rồi, em cứ chơi đi. Đúng là tuyệt vời. Anh, có thể cho em mượn chơi cả ngày hôm nay được không? Cái gì? Em hứa ngày mai sẽ trả lại cho anh, được không? Để anh xem sao đã. Vậy là cậu đã cho Benny mượn trong chóng của cậu sao? Nếu em ấy không trả lại thì sao? Đúng vậy, nếu cậu cho mình mượn thì cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu. Cậu nói đúng. Cậu có ý đó thật sao? Đừng lo lắng Hayley, Benny hứa ngày mai sẽ trả lại cho cậu. Chắc chắn sẽ trả mà. Phải, mình biết Benny sẽ giữ lời hứa mà. Đúng rồi. Mình mong là các cậu nói đúng. Đâu mất rồi? Ăn chóng chóng ơi. Chồng chóng của mình đâu mất rồi? Benny, chồng chóng ở đâu ra vậy? Anh Hayley cho mình mượn. Đừng nói dối nữa. Cậu mới lượm được chồng chóng của mình đúng không? Không có. Hayley cho mình mượn cả ngày hôm nay. Cái này là của mình, không phải là của cậu đâu. Mình đang nói sự thật mà. Rồi, cậu tìm chồng chóng cho mình đi. Được rồi, cậu ở đây đợi mình đi. Giờ mình sẽ đi tìm chồng chóng cho cậu. Mình không nghĩ là cậu nói mình nói dối. Cậu làm mất trong chóng ở đâu vậy hả? Hãy đợi đấy, mình chắc chắn sẽ tìm được. Gì đây? Để mình đi. Mình sẽ không tin đâu.
đâu mất rồi hả? Chống chống, đây là chống chống của mình. Vậy là Benny không có nói dối. Có ai đó cứu chơi ôi không, đó là Benny. Jin nghe, đội cứu hộ thị trấn Rum đây. Chết, chắc tối rồi, Benny gặp nạn. Sao vậy Rudy? Đi trường hợp khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp, Benny bị mắc kẹt trên cối xay gió. Hả? Tất cả thành viên đội cứu hộ tới đó ngay. Được rồi. Cậu bay tới đó xem tình hình trước đi. Hiểu rồi. Mình không thể chịu đựng thêm nữa. Đừng bỏ cuộc Benny. Ôi không, Benny sẽ bị thương mất. Các em hả? Hayley. Hayley. Bệnh tình em sẽ ổn thôi. Polly, nhanh lên đây. Mọi người nhanh lên nào. Được. Chúng ta phải tắt tua bin thì mới được. Có công tắc dừng lại ở đằng sau cánh quạt. Tốt, mình đi lên, sau đó mình dừng cánh quạt lại. Cậu chuẩn bị sẵn cái phao cứu hộ đề phòng có chuyện. Chúng mình cần cậu cứu hộ đi Roy. Được rồi. Có gì đó không ổn ở đây hả? Vấn đề là nó mình không lấy được. Polly, nhanh lên đây. Một chút nữa thôi Haley. Rồi. Haley, an toàn rồi. Giờ đến lượt của mình. May mà em không bị gì. Cảm ơn đã cứu em. Rất hân hạnh. Chồng chống của anh đây. Em xin lỗi vì những gì em đã làm. Là lỗi của em. Vì em đã không tin Benny. Em nghĩ Benny đang nói dối. Em xin lỗi. Chuyện này à, anh không sao. Em không cần phải xin lỗi đâu. Nói thật thì nếu không có chồng chống của cậu thì mọi chuyện đã tệ hơn rất nhiều rồi. Đúng vậy. Nếu như chồng chống không bị kẹt trong cối xay gió thì sẽ quay với tốc độ nhanh hơn nhiều đó. Điều đó thật là tuyệt vời. Chồng chống của mình đã vô tình cứu Benny. Đúng rồi đó. Tuyệt vời. Điều này làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Haley. Hả? Anh có thể nhận chồng chống này không? Không được đâu đi. Đây là chồng chống đặc biệt của em. Em thật sự không cần nó nữa. Benny có ý nghĩa hơn nhiều so với cái chồng chống này á. Mình xin lỗi Benny. Rơi đi. Anh cứ lấy nó đi. Làm ơn. Để anh xem. Anh có thật sự cần cái chồng chống nữa không? Cái gì? Chia ranh giới. Hả? Nè, có chuyện gì vậy?
chơi đi. Hả? Xin chào. Hả? Các cậu có muốn chơi đá banh không? Chơi đi. Giờ vậy? Nè, nhờ những gì mà cậu đã làm đi. Đồ chơi thiệt quăng ở khắp mọi nơi, không có chỗ cho tụi mình chơi vì cậu đã chiếm hết không gian rồi. Nhưng vấn đề là gì? Mình đã tới đây trước và mình chỉ chơi một chút thôi mà. Nhưng mà cậu làm rối tung lên hết. Đây là nơi để cho mọi người cùng chơi. Tụi mình làm sao vui được khi cậu quăng đồ chơi lung tung như vậy? Hả? Đúng vậy. Vậy giờ muốn mình làm gì? Dọn dẹp đi. Từ chỗ này dọn sạch tới đây là vị trí của mình. Và cậu không được đi vào chỗ của mình. Cậu cũng dọn từ đây cho tới đây. Thôi được rồi. Vậy thì từ nay từ chỗ này tới chỗ này là của mình. Không công bằng. Cậu cần về một chỗ lớn như vậy chứ. Nhưng mình phải làm gì đây? Tụi mình đã chia rồi, cậu chỉ còn chỗ còn lại thôi. Đây là lãnh thổ của Mini. Đừng có vượt qua ranh giới này nữa. Khu vực này là của mình. Thứ gì vượt qua ranh giới đều là của mình hết. Vậy Mini, cậu không thể nói vậy được. Mình đã nói rồi, giờ mình hoàn toàn công bằng mà. Benny, cậu nghĩ sao? Mình đồng ý. Rồi, Benny đồng ý rồi nên cậu hãy nghe các quy tắc của tụi mình đây. Được rồi. Việc này mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Jim, xin chào. Cậu đã làm xong chưa vậy? Rồi, tất cả những gì mình phải làm là lắp ráp thêm một bộ phận và liên kết cảm biến điện tử. Vậy thì ngày mai cậu đã sẵn sàng tặng cho tụi nhỏ theo kế hoạch chưa? Rồi, mình thật sự hy vọng tụi nhỏ sẽ thích. Mình chắc họ sẽ thích mà. Đúng vậy. Đúng rồi, ai có thể giúp mình đem đến cho tụi nhỏ bây giờ đây? Nếu mình làm được là tốt nhất rồi. Nhưng mình phải chờ một lá thư quan trọng. Không sao cả, Roy và mình sẽ xử lý. Phải. Rồi, có vẻ tốt lắm. Tốt quá rồi. Chúng ta sẵn sàng chơi chưa? Ta-da! Cùng chơi bóng đá nào. Wow. Đẹp không? Đây là bảng điểm. Sẽ theo dõi được quả bóng vào trong lưới. Tuyệt thật đó. Yeah. Thế nào, tụi em có muốn thử hay không? Tụi em cũng muốn thử lắm. Nhưng mà tụi em không thể. Tất nhiên là được rồi. Tụi em chơi giỏi lắm mà. Không phải đâu. Anh thấy đó. Một cái ở lãnh thổ của Rody, một cái ở lãnh thổ của Benny. Còn banh thì ở lãnh thổ của Mini. Hả? Vậy là tụi em chia sân ra làm 3 phần hay sao? Dạ, vì tụi em chia ra nên không được phép đi vào ranh giới của bất kỳ ai khác. Tụi em phải làm điều đó. Bởi vì Rody luôn làm rối tung nhà chơi và không chịu dọn dẹp. Anh hiểu ý của tụi em rồi. Nhưng như vậy tụi em không chơi được gì nhiều hết. Phải. Thậm chí tụi em không thể chơi trong những cái lưới mới này. Tụi em không có lựa chọn khác. Tụi em phải bảo vệ lãnh thổ của mình chứ. Dạ đúng rồi. Được rồi. Ý là tụi nhỏ không thử chơi cái lưới mà mình làm ra hay sao? Phải. Tụi nhỏ giữ vững lập trường không hề thay đổi. Nghe có vẻ họ đang khó chịu với nhau. Không thể nào. Mình làm việc rất chăm chỉ mới thành công mà. Tất cả những gì mình muốn nghe là tụi nhỏ khen cái lưới tuyệt vời như thế nào. Tụi nhỏ thích lắm. Tụi mình có thể thấy điều đó mà. Nhưng tụi nhỏ vẫn cãi nhau không ngừng. Và bọn chúng chưa muốn chơi thử thôi. Có thể. Chỉ một thời gian thôi là tụi nhỏ không giận nhau nữa đâu. Chán quá. Mini, cậu chán không? Không, mình ổn. Rơi qua đây thì thuộc về mình rồi. Quy tắc là cậu đưa ra đó. Được, mình về nhà đây. Chờ mình với. Nè, các cậu không được đi qua đây. Vậy thì mình sẽ về nhà bằng cách nào chứ? Đó không phải là vấn đề của mình. Về đây là quy tắc. Quy tắc có thể thay đổi. Mình sẽ đổi lại quy tắc này. Ừ, đúng rồi. Vậy tại sao còn tạo ra quy tắc làm gì? Nè, chờ với.
Được rồi, nếu vậy thì đây là đường của mình. Còn mình, đường mình ở đâu? Đường cậu ở trên lề đường của mình đây kìa. Hả? Đây đây. Không được. Hả? Mình đã nói đây là đường của mình rồi. Đừng lái qua đây. Mình cảnh báo cậu rồi đó. Các cậu, thôi được rồi. Coi chừng mình. Đường này của mình, chỉ mình được chạy thôi. Coi chừng. Benny, giờ làm sao đây Benny? Còn làm gì nữa? Ngồi ngay cho đội cứu hộ đi. Jean của đội cứu hộ nghe đây. Jean của cứu đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Trường hợp khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp. Titan đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đội cứu hộ tới đó ngay. Được rồi. Cậu ổn chứ? Mình bị kẹt cứng ở đây rồi. Tụi mình sẽ giúp cậu. Đừng lo lắng Titan. Các em qua bên đó đợi đi. Dạ. Haley, chặn đường, đừng cho xe chạy vào. Để tụi mình giải cứu Titan. Được rồi. Tốt, chút nữa. Được rồi. Sẵn sàng rồi, Bully. Tốt, kéo lên đi, Roy. Roy, để cậu ấy xuống đi. Được rồi. Cảm ơn các cậu. Không có gì. Titan, cậu nên đến trạm cứu hộ kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Mình bị trễ chuyến giao hàng rồi. Mình không có thời gian nữa. Thôi em xin lỗi Titan. Đó là lỗi của tụi em khi suốt ngày cãi nhau. Đúng vậy. Không ai sở hữu những cánh đồng và con đường. Những thứ đó là của chung mà. Đúng vậy. Nếu tụi em nói như vậy thì sẽ không có gì để sử dụng. Dạ, anh nói đúng. Tụi em không nên cãi nhau vì những chuyện này. Tụi em chỉ bực mình vì Rudy chơi xong đồ chơi mà không dọn dẹp. Tất cả không phải là lỗi của mình. Cậu mới là người đưa ra quy tắc kỳ lạ. Vậy mà cậu tuân thủ các quy tắc kỳ lạ. Dừng lại đi các em. Đôi khi quy tắc là một điều tốt, nhưng không nên đưa ra các quy tắc khi đang bực mình. Đúng vậy. Nghe nè, tạo ra một quy tắc mà mọi người đều đồng ý có được không? Anh nghĩ rằng có thể đưa ra những quy tắc như vậy không vậy? Quy tắc đầu tiên là khi chúng ta chơi đồ chơi của người khác thì phải thật cẩn thận. Vậy còn quy tắc khi chơi xong đồ chơi thì phải tự đem cất đi, được không? Giúp bạn bè dọn dẹp đồ chơi của họ.
Chơi bóng đá với bạn bè của mình mỗi ngày. Vì sự thật là thật chán khi phải chơi đá banh một mình. Được thôi. Tiếng cười này là hài lòng với các quy tắc rồi. Đúng vậy. Và nếu tuân theo tất cả những quy tắc này, anh nghĩ là tụi em sẽ có những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Dạ. Các cậu, mình thề mình sẽ không quăng lung tung vậy nữa đâu. Cảm ơn cậu. Tụi mình sẽ dọn dẹp giùm cậu. Chúng ta chạy đá banh với cái lưới mới đi. Đồng ý. Được rồi, chúng ta sẽ chạy đá banh cả ngày. Tuyệt vời. Mình muốn có bạn. Lipty, cậu đã làm xong mọi việc chưa? Rồi, mình đã chuyển xong hàng quá, rồi còn dọn sạch chỗ này nữa đó. Tốt, vậy bây giờ cậu định làm gì đây? Cậu đừng lo cho mình, mình sẽ đợi cho đến khi cậu xong việc. Sau đó thì chúng ta sẽ chơi chung. Nhưng hôm nay mình lại có rất nhiều việc để làm. Không biết sao nữa, Lipty. Cậu vào thị trấn rồi kết bạn với mọi người thử xem sao đi. Mình nghĩ chắc cũng được đó. Jin! Hả? Chào! Mau vào đi, Lifty. Mọi người đi đâu hết rồi? Các bạn ấy ra ngoài tuần tra rồi. Có chuyện gì vậy hả, Lifty? Hôm nay Terry có rất nhiều việc phải làm nên không thể chơi với mình được. Cho nên mình chạy đến đây để chơi với các cậu đó. Chuyện đó bây giờ không đúng lúc lắm, bởi vì mình đang phải sửa chữa vài thứ bị hỏng. Lifty, sao cậu không nhân cơ hội này để kết thêm bạn mới đi? Bạn mới? Mình không có tự tin để kết bạn với mọi người. Cũng không biết người khác có thích mình hay không nữa. Nếu như mình không thích họ thì biết phải làm sao đây? Nè, thôi nào, mọi người trong thị trấn Rum đều rất dễ mến mà. Mình nghĩ là cậu sẽ thích mọi người thôi. Cậu nghĩ vậy thiệt hả? Tất nhiên rồi. Bây giờ phải đi tìm bạn mới đây. Bạn kia, mình phải đến xem sao. Cậu định làm gì mình vậy hả? Sao lại ném bóng vào mặt của mình chứ? Tại sao vậy? Mình có sao các bạn ấy cãi nhau vậy? Cậu mình không muốn làm bạn với mấy người thích cãi nhau. Cậu mau đi. Mày dừng lại. Các cậu mau dừng lại cho mình. Nhanh lên, nhanh lên, mau vào trong thôi. Các cậu, mình thấy các cậu rồi đó. Nếu các cậu không ra đi, mình sẽ làm cho sạp chỗ này luôn cho bà coi. Mình không muốn có người bạn đáng sợ như vậy. Ra đây. Đến bắt mình đi mà. Hết giờ rồi đó, trò này không vui chút nào hết trơn. Mình không muốn đóng vai người Max, xấu. Con sẽ bị mắc kẹt hoặc làm đổ bể mọi thứ ở đây đó. Con biết rõ vậy dạ, mà. Con xin lỗi, con xin lỗi chú. Chú Max, chú cần con qua làm giúp chú vài việc ở cảng được không con? Dạ. Mình phải đi đâu để tìm được bạn mới đây? Hả? Một người bạn? Ồ, cậu ấy nhìn mình. Chào. Chào Clinny. Đúng là xấu hổ. Mình vẫn đang rất ổn. 101, 102, 103, 104. Lifty. Hả? Polly, cậu có khỏe không? Cậu đang làm gì ở đây vậy? Mình đang chơi trò tên là tự đếm số trong vòng 1 giờ. Cái gì? Trò đó thật sự là không mấy thú vị đâu. Polly, mình không biết phải làm gì, bởi vì mình không thể kết bạn với ai trong thị trấn này hết. Không sao đâu Lifty, cậu đã thử chưa? Có chứ, cả ngày hôm nay mình đã đi vòng quanh thị trấn để tìm những người bạn mới. Nhưng mình rồi sao? Cậu ấy đã rất phấn khích đi vòng quanh thị trấn suốt cả ngày hôm nay, nhưng mà thật sự là không thể kết bạn được với bất kỳ một ai. Cậu ấy rất dễ mến, mình cứ nghĩ là cậu ấy sẽ không gặp khó khăn trong việc kết bạn chứ. Mình nghĩ cả ngày hôm nay chắc cậu ấy buồn lắm. Các cậu nghĩ xem có cách gì để giúp cậu ấy hay không, cách nào để giúp Lifty có thêm bạn mới.
Nếu tổ chức một bữa tiệc cho cậu ấy và mời mọi người đến thì sao? Đây là một cách lý tưởng để cậu ấy biết tất cả mọi người trong thị trấn. Ý tưởng này em có nghĩa hay đó. Được rồi, Haley, cậu bay ra ngoài truyền thông tin này đi. Mình đi ngay. Mình không thể có nổi lên một người bạn. Giúp tôi. Không phải là kẻ đáng sợ đâu chứ. Quay lại đi, mình cần được cậu giúp. Không, cậu là kẻ khổng lồ đáng sợ. Không phải vậy đâu. Nhưng mình thấy cậu đã đuổi theo mấy cậu kia, còn nói là cậu muốn bắt họ nữa. Thật ra lúc đó bọn mình chỉ đang chơi trò chơi thôi à. Mình là khổng lồ tốt bụng đó. Người khổng lồ tốt bụng hả? Nè, cho mình biết tên của cậu được không? Mình tên là Max. Còn... Lifty là tên của mình. Nhưng mà sao cậu bị kẹt ở đó vậy? Thì chuyện dài dòng lắm anh bạn. Là vậy nè, mới hồi chiều này mình đang trên đường đi ra cảng, đã nhìn thấy mấy cục đá buồn cười này. Không hiểu tại sao nó làm mình nhớ đến trò chơi mà mình với các bạn đã chơi lúc nãy. Vậy là mình quyết định xem thử có chui lọt hay không. Giờ thì mình nhận ra là không thể. Mình nghĩ cậu thật sự rất là vui tính á. Mình hả? Thật tuyệt. Rất vui vì được biết cậu. Nhưng bây giờ hãy giúp mình ra khỏi đây đi. Làm sao để cậu thoát ra khỏi đó được đây? Nặng quá đi. Bạn Lifty, mình xin lỗi nhưng cậu có thể giúp mình gọi đội cứu hộ tới không? Đúng rồi, gọi đội cứu hộ tới. Sao mình lại không nghĩ ra chứ? Bây giờ cậu đừng đi đâu hết. Mình sẽ đi gọi các cậu ấy và quay lại ngay. Gọi cứu hộ, gọi cứu hộ. Nhưng điện thoại cứu hộ ở đâu chứ? À đây rồi, chờ mình một chút nữa thôi nha má. Vậy là mọi người đều biết về bữa tiệc rồi. Chuyện gì vậy? Lifty. Cậu ổn không? Haley, kiệt lớn rồi, Max cần giúp đỡ. Xong rồi. Chín. Hả? Chào các cậu. Bữa tiệc của chúng ta sao rồi? Tất cả mọi việc đều ổn hết. Mình còn chuẩn bị trang trí thật là đẹp nữa đây nè. Xem Haley lại tới trễ nữa rồi. Hả? Haley, nhanh lên, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Nè các cậu, chuyện lớn rồi. Sao vậy Haley? Max đã tự mình chui vào tảng đá lớn giữa hai bên đường. Bây giờ bị mắc kẹt rồi. Mau lên, chúng ta phải đi ngay lập tức. Sao không? Mình không sao, chỉ bị mắc kẹt chỗ này thôi. Không cần phải lo lắng đâu, cậu sẽ ổn thôi. Lifty, cậu có thể ra kia chờ được không? Được. Rồi, chúng ta di chuyển tảng đá nằm ngang trước. Ever và Haley, hãy cố dịch chuyển tảng đá còn lại đi. Được rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Được rồi, thử nào. 1, 2. Kéo đi mọi người. Thêm một chút nữa nào các cậu. Sắp được rồi. Hey, cần phải kéo mạnh thêm một chút nữa. Dạ 1, 2. Kéo. Kéo.
Nhanh lên nào. Được rồi. Thật là tuyệt vời. Trời, Max, cậu phải hứa là sẽ không làm vậy lần nữa. Phải, nếu như Litty không vô tình đi ngang qua thì cậu sẽ còn phải ở đây lâu đó. Mình sẽ không phạm sai lầm như vậy một lần nữa đâu. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn cậu nha Litty. Mình rất vui khi được giúp đỡ ai đó. Bully, có lẽ mình đã có thêm động lực để đi tìm bạn mới rồi. Mình không thể kết luận về ai đó khi chỉ mới nhìn vẻ bề ngoài mà chưa nói chuyện với họ. Đúng vậy. Nếu cậu nhìn thế giới này bằng một trái tim rộng mở, thật sự cậu sẽ có rất nhiều bạn bè. Và sau tối nay, mọi người ở thị trấn Rum này sẽ là bạn tốt nhất của cậu đó. Ý của cậu là sao? Cậu sẽ sớm biết thôi. Bữa tiệc chào mừng Lifty chính thức được bắt đầu. Chào mừng. Ôi trời ơi, cảm ơn các cậu nhiều lắm. Bọn mình nên tổ chức bữa tiệc này từ lâu rồi. Xin lỗi cậu và Lifty. Cậu đang đùa sao? Sao phải xin lỗi? Các cậu đã làm gì mình mà? Mình rất cảm động. Xin cậu đừng nghĩ bọn mình chỉ là những người bạn thích cãi nhau thôi. Thật ra bọn mình không thích cãi nhau đâu. Mình hứa sẽ chào cậu nếu như chúng ta vô tình gặp nhau. Cảm ơn, thật là tuyệt. Nè, các cậu có muốn nghe mình kể chuyện mình đã nghĩ Max là kẻ xấu xa thế nào không? Max ơi, mình nghĩ Lifty chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Kế hoạch của bọn mình đã thành công rồi. Và sau lưng của họ. Tuyệt quá, mình rất vui vì có các cậu. Bây giờ Lifty đã có thêm bạn mới rồi, còn nhiều hơn cả bạn ấy muốn nữa. Bí mật của Polly. Chào bộ ba. Chào các cậu. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Các em đã quay trở lại rồi. Thật sao? Thật ra người dân bản xứ ở đó rất là thân thiện. Nhưng mà con vẫn thích thời tiết của thị trấn chúng ta. Em, các cậu lâu quá không gặp mọi người. Em, cậu sao rồi? Ai vẫn khỏe? Quang ngân các con. Chào cô Bell. Sao cậu lại về đây vậy? Sao không báo trước cho tụi mình? Khoan, đợi một chút. Mình tới đây là vì những thứ này. Đây là ấu trùng sao? Nè, không phải ấu trùng đâu nha. Đây là những mẫu thí nghiệm vô cùng quý hiếm. Mình đang trên đường đem đi quyên góp thì ghé qua đây. Mình sẽ đem lên bảo tàng. Thật là tốt quá, hoan nghênh cậu về. Polly, mau lại gần đây coi đi. Cậu không còn cơ hội tận mắt nhìn thấy những thứ này nữa đâu. Thôi. Sao vậy Polly? Cam, mình nghĩ là cậu nên đóng cái nắp lại cho an toàn đi. Cậu nói đây là mẫu vật hiếm mà, tụi mình không muốn những người bạn này lén ra ngoài đâu đó. Cô thấy Bully nói đúng đó, ưu tiên hàng đầu vẫn là an toàn. Cậu nói đúng. Cô ơi cô trông giúp con một lát là được rồi. Con đi lấy đồ ăn cho báu vật của con đã. Tất nhiên rồi, con đi đi. Cô sâu bướm nghịch ngợm để mình đưa cậu vào. Chọn cây nào tươi chút. Cô sâu bướm này hiếm có lắm. Được không? Wow, cảm ơn Jean. Không có chi. Mình muốn xem sâu bướm quý hiếm của cậu. Mình cũng vậy. Vậy lát nữa ghé qua cảng xem qua đi. Được thôi. Các cậu có muốn xem lần nữa không? Có chứ. Mình không có đi đâu. Mình chợt nhớ ra mình phải vào thị trấn xử lý một chút việc. Holy, cậu phải tới cảng tàu sớm đó. Mình sẽ tới. Nè, mình đi lấy lại. Tạm biệt các cậu. Tạm biệt em. Polly, đợi mình với. Cậu có thấy hành động của Polly lạ lắm hay không? Đúng đó. Các cậu, sáng sớm nay lúc tụi mình còn ở cảng, lúc Cam đem sâu bướm ra cho Polly xem thì... Sao? Lúc nhìn thấy sâu bướm, Polly đã rất hoảng sợ hả? Phải. Mình nghĩ có thể cậu ấy mắc chứng sợ sâu bọ nên không dám tới gần chúng đó. Không thể nào, không lý nào lại như vậy được. Lỡ như là sự thật thì sao? Lời Roy nói có vẻ khớp với hành động của cậu ấy lắm. Không ngờ Polly to lớn lại sợ sâu bọ đó. Hayley, không có gì đáng cười đâu. Mình nghĩ cậu ấy cũng thấy khó chịu vì chuyện này lắm. Mình không cười nữa. Cậu không tin được họ đã nói gì đâu.
Họ nói cậu mắc chứng sợ sâu bọ nên không dám tới gần chúng đó. Năng lượng của cậu ổn. Poly, cậu di chuyển tay đi. Ok. Chuyển động piston cũng ổn định. Được rồi, mọi thứ như vậy là ổn. Cậu thở dài nãy giờ rồi đó. Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Jin, lúc chạm vào sâu bọ, cậu không cảm thấy toàn thân khó chịu sao? Vậy sao? Không có. Cậu đang nói mình biết cậu sợ chúng hả? Cậu nói nhỏ thôi có được không? Nhưng cậu mạnh lắm mà. Đừng có cười nữa Jin, mình phải làm sao đây? Xin lỗi. Mình không sợ bất cứ thứ gì khác. Mình chỉ không biết cách xử lý sâu bọ. Mọi người mà biết được chuyện này chắc ai cũng nghĩ mình kỳ lạ lắm. Không đời nào. Mà thôi, bình tĩnh đi. Mình không nói cho ai biết đâu. Lipty, con vào văn phòng lấy cái đèn pin cho cô với. Dạ được. Cô ấy để đèn pin ở đâu rồi? Hả? Lipty, con có chuyện gì vậy hả? Cô ơi, con bọ đang bò đầy trong văn phòng kìa, nhìn ghê lắm luôn á. Nhưng chúng đang ở trong hộp thì đâu có làm gì con được đâu. Chúng không ở trong hộp nữa vì con làm rớt cái hộp xuống đất rồi cô. Hả? Bò ra hả? Sâu bướm của con, chúng thoát ra hết rồi sao? Sâu bướm xinh đẹp của mình mỏng manh vậy em con, phải làm sao với chúng đây? Đây là ác mộng mà. Đây là ác mộng cho mà. Cho mình xin lỗi nha. Cũng tại mình đụng nên nó mới rớt xuống. Giờ tính sao đây? Sâu bướm mà không quay lại trong hộp đất sớm thì sẽ chết đó. Poly, cậu đây rồi. Mình có món quà bất ngờ cho cậu đây. Nè. Thôi đi, là con sâu. Nè, cậu muốn vượt qua nỗi sợ sâu bọ thì phải tập làm bạn với nó trước chứ. Chào các cậu. Chào các cậu. Tụi mình đang tìm hai cậu đây. Hả? Sao vậy? Bây giờ tụi mình sẽ ra cảng để xem sâu bướm. Cậu đi không? Mình cũng muốn đi, nhưng mình phải ở lại trong coi trạm cứu hộ. Trừ phi Poly ở đây trong trạm cứu hộ giúp mình. Được thôi, Jin. Mình cũng muốn cho cậu thư giãn một chút. Dù không được xem cũng đáng tiếc lắm. Cậu tốt bụng quá. Poly. Chào cô Bell. Có chuyện gì vậy? Giúp con với. Tất cả sâu bọ bò ra khỏi hộp rồi. Sâu bọ trốn hết rồi sao? Thèm đó, nếu không kịp ra sớm thì số sâu bọ quý hiếm đó sẽ chết hết. Tụi con giúp cô có được hay không? Dạ được rồi, tụi con tới liền. Đội cứu hộ, các cậu mau chuẩn bị để ra cảng đi. Hiểu rồi. Khoan đã, các cậu. Có chuyện gì nữa hả Poly? Mình không dám đụng vào sâu bọ đâu. Là bởi vì mình sợ sâu bọ lắm. Phải, mình cũng nghĩ vậy. Mình nghĩ mình có đi cùng cũng không giúp được gì hết. Xin lỗi các cậu nha. Không đâu Poly, cậu là trụ cột của đội cứu hộ. Cậu biết không ai nghĩ ra được kế hoạch giải cứu tốt như cậu mà. Đúng đó. Tụi mình sẽ lo vụ bắt sâu bọ, nhưng tụi mình vẫn làm theo kế hoạch của cậu đã vạch ra. Nhưng mình được rồi, mình tin tưởng các cậu nên mình sẽ cố gắng. Ở đây toàn bộ số sâu bọ bị mất tích đúng không? Chúng nhỏ lắm nên không đi đâu xa được. Chắc chắn là chúng vẫn còn ở gần đây. Nhưng mà cậu nói đúng, chúng rất nhỏ, còn cảng thì quá rộng. Haley, cậu có thể dùng ống dòm để tìm bọn chúng không vậy? Có thể. Được, kế hoạch như sau. Haley sẽ xác định xem sâu bọ ở đâu.
sau đó chúng ta sẽ dùng đèn để dụ bọn chúng ra. Dùng đèn dụ sâu bướm đúng là một quyết định rất đúng đắn. Đúng vậy, khi chúng ra rồi thì chúng ta chỉ việc bắt lấy chúng. Ý kiến hay đó Bully. Được rồi, mình đi săn bọ đây. Số 1, số 2, gần nhà kho. Số 3, số 4 gần đường ống. 5, ở gần bộ ba cần cẩu. Với lại số 6 ở trong thùng hàng của Terry. Số 7 trên bàn hỗ trợ. Xong rồi đó, nó lượt các cậu. Tốt lắm, Haley. Trời, giờ dùng đèn dụ chúng ra thôi. Sau đó dùng kẹp bắt chúng là được rồi. Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi. Vậy làm việc thôi. Tụi mình sẽ cứu các cậu. Hy vọng sẽ thành công. Được rồi. Wow, cô ơi, cô giỏi quá. Nè, nhanh lên, nó leo lên người mình. Xong rồi. An toàn rồi. Làm ơn ra đây đi. Hy vọng là mọi việc ổn thỏa. Bully. Hả? Đã tìm được hết chưa? Chưa nữa, còn một con chưa thấy. Nhưng chắc cũng ở gần đây mà thôi. Thấy chưa? Bully, có con sâu bướm ở trên đầu cậu kìa. Trên đầu mình sao? Bully, cậu để mình bắt cho. Cậu đứng yên nha. Đợi đã rồi, để cho mình làm. Chào anh bạn. Xin lỗi. Chúng đây rồi. Tốt lắm Bully. Nói gì thì nói, cậu bắt đầu sợ sâu bọ từ hồi nào vậy? Cũng lâu lắm rồi. Hồi trước có một lần mình leo lên cây cứu một con mèo xuống, sau đó sâu bọ rơi xuống đầy người mình luôn. Chắc là mình bị từ lúc đó đó. Thì ra đây là lý do cậu sợ sâu bọ sao? Phải. Nhưng thực ra thì sâu bọ không hề gây hại cho chúng ta đâu. Rất nhiều loại sâu bọ vô cùng dễ nhận biết và còn có lợi cho chúng ta. Cậu cũng nên nhớ những con sâu bọ đang ở trong cái hộp đó đều còn nhỏ. Cậu sẽ không thấy chúng đáng sợ nữa đâu. Thật ra thì sau vụ việc lần này, chắc là mình đã vượt qua được nỗi sợ. Tiếc quá. Mình còn định đem chuyện này ra chọc cậu ấy một thời gian nữa. Xem ra cậu đã dễ dàng vượt qua nỗi sợ hãi này. Bully, trên đầu của cậu. Đâu, cái gì? Ôi, Bully, mình nghĩ là cậu vẫn còn sợ sâu bọ. Cậu chọc mình sao? Quá đáng lắm luôn. Spooky giả bệnh. Chắc phải làm luôn bên kia. Bao nó lại đi, có lẽ sẽ tốt hơn. Các cậu. Hả? Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sao ba cậu phải dọn dẹp vậy? Cleany đâu? Tối qua Cleany không được khỏe nên tụi mình muốn giúp cậu ấy một tay. Cũng không mất nhiều thời gian. Hả? Cleany không được khỏe hả? Cậu nghĩ nó đi thăm cậu ấy hả? Phải rồi, mình cũng vậy. Cleany bị bệnh cả đêm qua. Cũng may là có Amber lo cho cậu ấy đó. Đúng vậy, mình sẽ giúp. Nhưng mình phải đi tìm bánh xe màu đỏ trước cái đã. Bánh xe màu đỏ chờ được mà. Phải đi giúp bạn bè trước chứ. Mình biết vậy nhưng thôi được rồi. Con. Cậu coi nè, nhiệt độ của cậu hạ rồi. Cleany. Xem ai tới kìa. Cleany, tụi mình nghe nói là cậu bị bệnh. Cậu thấy sao rồi? Giờ mình đỡ hơn rồi. Mình thấy cậu còn mệt lắm đó. Hy vọng cái này sẽ làm cậu thấy khá hơn. Dễ thương quá, các cậu thật tốt bụng. Của cậu đem lên đi. Cảm ơn. Sẵn sàng chứ? Đây là bài hát cho Cleany. Bài hát. Tụi mình muốn Cleany vui vẻ. Tụi mình muốn Cleany khỏe mạnh. Cleany khỏe, Cleany đừng bệnh. Cleany thật tuyệt vời. Cleany mau khỏe lại. Ra ngoài chơi với tụi mình.
quá không phải chi mình là Cleany. Nếu như mình bị bệnh, họ có chăm sóc cho mình như vậy không? Họ sáng tác một bài hát cho Cleany thật sao? Ừ, đúng vậy. Cleany cũng khỏe lên hẳn rồi. Cậu ấy đã bình thường lại. Chắc ngày mai là đi làm lại được rồi. Vậy thì tốt quá. Đúng là may thật. Thấy không, sự quan tâm của bạn bè còn hiệu quả hơn thuốc nữa. Đúng vậy. Hay là chúng ta dọn sạch quảng trường để đón cậu ấy quay lại đi được không? Được thôi. La 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 la. Xin lỗi Hayley. Hai cậu đi đâu mà gấp dữ vậy? Bọn mình chạy đi thăm Spooky á. Bệnh rồi, cả đêm qua cậu ấy không có ngủ được. Có khi nào cậu ấy bị Cleany lây bệnh rồi không? Có thể. Hay là cậu tới đó để kiểm tra cho cậu ấy đi Amber. Để mình đi. Amber, Spooky, cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào? Mình cảm thấy bị ớn lạnh, nhưng có lúc lại cảm thấy rất nóng. Wow, vậy để mình đo thân nhiệt cho cậu nha. Nè nè, khoan, đã từ từ. Giống như là kiểu như có cái gì đó đang kẹt ở trong vòng đệm của mình. Lạ quá đi. Mình còn bị ho nữa nè. Chắc là bị nặng rồi. Còn gì không ổn nữa không Spooky? Khép. Đó là cái gì vậy? Đem cái gì cho mình hả? Không, có cái bánh xe màu đỏ cậu thích thôi. Cảm ơn cậu, công nhận mình may mắn thật. Mình thấy đỡ hơn nhiều rồi. Thật hả? Tụi mình lúc nào cũng vậy mà. Mình nghĩ là nếu các cậu hát cho mình nghe một bài thì mình sẽ càng thấy nhanh khỏe hơn nữa. Khỏe hơn cả triệu lần nếu các cậu tới thăm mình mỗi ngày. Được thôi, chỉ cần cậu thích là được. Spooky giả vờ bị bệnh sao? Chắc tại cậu ấy thấy Cleany được mọi người quan tâm lúc bị bệnh nên mới làm vậy thôi. Cậu giỡn hả? Cậu ấy tự làm cho bệnh sao? Thôi nào, cậu ấy muốn làm như vậy cũng đâu có gì khó hiểu đâu. Rõ ràng là tất cả mọi người đều sẽ chú ý tới cậu ấy khi cậu ấy bệnh mà. À mà khoan đã, đừng nói là lần trước cậu cũng giả vờ bị bệnh nha. Lần nào? Mùa thu năm ngoái, cậu nói là cậu không được khỏe nên mình đi gom rác giùm cho cậu luôn đó. Đúng rồi, hôm đó tụi mình còn đi tuần giùm cậu. Chính xác. Còn mình thì ngồi nói chuyện với cậu ấy cả ngày luôn. Nhớ rồi. Nghi lắm nha. Không, mình bị bệnh, mình bị bệnh thật mà. Khép nè, cậu thấy lạ không? Chuyện gì vậy? Spooky, y như muốn đuổi tụi mình vậy đó. Sao mà cậu ấy làm vậy, thích tụi mình ở lại mới đúng chứ. Khoan đã. Không, mình ổn mà. Hai cậu về đi, cảm ơn hai cậu đã tới đây thăm mình nha. Có thể Spooky đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Mình thấy tội cậu ấy quá. Sao mà có thể bỏ cậu ấy một mình trong lúc như vậy được chứ. Khoan đã, bạn bè thì phải quay lại chứ. Cậu ấy đâu cần phải giả bộ khỏe lại đâu. Mình đồng ý. Đi thôi. Cố lên Spooky, cậu làm được mà. Bệnh chẳng có gì phải đáng sợ cả. Cậu ấy làm gì ở trong đó vậy? Ráng lên Spooky, cậu là số 1. Ráng ăn súp rồi ngủ một chút nha. Trời ơi, cậu ấy có bệnh mấy nào đâu. Cậu y như là giả bệnh vậy đó. Cứ chờ đó Spooky. Kế hoạch thật tuyệt vời. Không ngờ giả bệnh lại vui tới vậy. Spooky. Họ đã quay lại rồi sao? Mình chào được không? Chờ chút. Coi kìa, bệnh của cậu nặng hơn rồi. Chưa bao giờ mà tới vậy. Không sao đâu Spooky. Tụi mình lo nên quay lại đây chăm sóc cho cậu. Tụi mình cũng có gọi cho Amber thế đưa cậu đi vào bệnh viện rồi. Mình không đi bệnh viện đâu. Hình như cậu ấy tới rồi kìa. Mình đi đón cậu ấy nha. Làm sao bây giờ? Posty, hình như là mình hết bệnh rồi. Coi mình làm gì nè. Thôi mà Spooky, tới bệnh viện thôi, không có gì phải sợ hết đó. Trừ khi cậu không sao, cậu không giả bệnh đâu phải không? Đâu có, mình bệnh thiệt, mình bị cảm nặng. Vô đây đây em ba, chúng ta phải đưa cậu ấy đi bệnh viện thôi. Đừng mà. Spooky, quay lại đây. Cậu đang yếu lắm, phải nghỉ ngơi chứ. Cậu phải đi với em đó. Mình không có đi đâu, đừng có bắt mình đi. Đứng lại.
Mình không có đi bệnh viện đâu. Chắc là cậu ấy sợ lắm rồi. Cứu mình. Cậu có nghe gì không? Cứu mình. Cậu giúp đỡ. Cậu làm sao vậy Chiên? Sao cậu không chịu thành thật với mình vậy hả? Mình thề là mình không có giả bộ luôn đó. Mình đây. À, Chiên vẫn nghĩ là cậu giả bộ. Chiên, đừng buồn nữa. Mình vẫn không tin là cậu ấy bệnh thật. Hả? Xin chào, đội cứu hộ nghe đây. Chiên, mở liền đi. Bốn người sắp rơi xuống vách đá banana rồi kìa. Ôi không. Không chỉ có như vậy, giờ cứu quả bị bể nước chảy lên lại khắp nơi luôn rồi. Bình tĩnh đi Spotty, bây giờ tụi mình sẽ tới đó ngay. Cậu đi trước coi tình hình ra sao đi. Để mình. Amber, lát nữa tới đó cậu lo tìm cách bịt rồi nước cứu quả lại. Mình với Roy sẽ đi cứu Spooky. Đi thôi. Bắt đầu nào. Ráng lên cậu ơi. Đi cầm trang cũng chốt nữa thôi. Mình không biết là ráng được nữa hay không. Spooky, cố gắng lên. Đội cứu hộ sẽ tới đây để cứu cậu rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Xin lỗi cậu Spooky, tụi mình không nghĩ là cậu sẽ bị như vậy. Mình mới xin lỗi, tất cả là tại mình không chịu thành thật ngay từ đầu. Tại vì mình ganh tị với Clinny khi cậu ấy được tất cả mọi người chăm sóc. Sao? Vậy là cậu cũng giả bệnh luôn hả? Spooky, cậu phải biết là không phải cậu giả bệnh thì tụi mình mới quan tâm tới cậu chứ. Ừ, mình biết rồi. Tốt, mình hiểu cảm giác đó mà. Thiệt hả? Đừng nói hai cậu bị bệnh rồi nha. Thôi nào, chắc họ lại giả bệnh một lần nữa rồi. Đâu có. Bây giờ mình cảm thấy không khỏe thật đó. Chắc tại vì nước lạnh quá. Mình cũng thấy vậy. Chắc lần này mình bị cảm thật rồi. Hả? Ý cậu là lần trước cậu không bị cảm thật, có đúng không? Thật ra là Hayley, hình như là tụi mình giống nhau hả? Thôi được rồi, mình thừa nhận. Nhưng lần này mình bị bệnh thật mà. Nghe được chuyện này chắc là xin vui lắm. Mình chịu thua. Xin hãy thành thật. Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Jin chưa dọn dẹp sao? Các cậu. Sao các cậu lại ở đây? Hayley, coi chừng. Cậu có ổn không? Mình không sao. Hayley, lại bị té nữa hả? Phải, tại cái này.
sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ? Jen, Haley có thể bị thương nặng đó Jen ạ. Đúng rồi, cậu phải dọn dẹp mọi thứ khi đã hoàn thành công việc chứ. Cậu nói đúng, mình sẽ làm ngay. Mình xin lỗi cậu Haley. Không, đây là gì? Jen có tên của cậu trên đó. Wow, thư được gửi đến cả tháng trước. Gửi từ hiệp hội của các nhà phát minh. Gì? Đến từ đâu hả? Để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập hiệp hội của chúng tôi, chúng tôi đang tìm kiếm một nhà phát minh mới. Bạn nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng không? Gửi phát minh vĩ đại nhất của bạn vào ngày 24 tháng 7. Ôi trời, không thể tin được. Mình nghĩ là mình phải tham gia thôi. Nhưng mà Jin chỉ còn 3 ngày thôi. Phải, đâu có nhiều thời gian đâu. Không sao hết, mình đã lên kế hoạch này trong cả năm nay rồi. Mình biết những gì mình muốn làm. Đây, robot trợ giúp của mình. Mọi người thấy rồi, mình gần như đã hoàn thành bản thiết kế. Nếu các cậu có thể quản lý trạm cứu hộ thì mình sẽ có thời gian phát minh ra robot của mình. Chúng mình sẽ giúp cho cậu mà. Mình nghĩ rằng cậu có thể chiến thắng đó Jin. Thật sao? Các cậu quản lý giùm mình hả? Mình đi làm việc đây. Sắp hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ cần tải ứng dụng lên trí tuệ nhân tạo của robot. Phải. Nhưng tối nay không được rồi. Jin, cậu ấy vẫn chưa tới. Mình nên tắt cái đèn đi. Hả? Robot trợ giúp của Jin rất dễ thương. Hoàn thành xong chưa vậy? Haley. Hả? Rồi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chuyện gì đang xảy ra? Không có gì, mình đang kiểm tra hệ thống thôi, còn cậu? Hình như chân dịch của mình có vấn đề. Chắc do hôm qua mình bị té. Mình muốn nhờ Jin kiểm tra cho mình. Ý kiến hay, cậu phải kiểm tra thật kỹ mới được đó. Mình cũng nghĩ vậy. Tuyệt vời, mình sẽ gặp lại cậu sau. Ừ. Hả? Hả? Bản thiết kế. Mực bắt đầu về rồi, gọi Jin ngay lập tức đi. Không, đừng gọi, cậu ấy sẽ rất tức giận. Làm ơn đừng nói gì với cậu ấy. Vậy chúng ta nên làm gì? Không biết nữa. Ý là mình chắc chắn sẽ nói với cậu ấy. Chỉ là không muốn nói ngay bây giờ. Mình cần thêm thời gian. Làm vậy là không đúng đâu. Là ai hả? Ai là người làm đổ sữa lên bản thiết kế phát minh của mình vậy? Bản thiết kế hơn rồi. Haley, là cậu. Cậu luôn nghĩ đó là mình, nhưng không phải. Vậy ai làm chuyện này chứ? Holly đã đi tuần tra cả ngày, và đến lượt Amber cũng quản lý trạm cứu hộ. Vậy là Roy. Cái gì? Mình không có làm. Jen, nếu là chúng mình thì sẽ nói cho cậu biết ngay lập tức mà. Phải. Có lẽ thùng đựng bản thiết kế ngã xuống làm đổ ly sữa thì sao? Điều đó thật là nhảm nhí. Làm sao mà thùng đựng bản thiết kế tự ngã được chứ? Không, chắc chắn là có người làm đổ sữa. Tại sao lại bị hư đúng phần mình chưa thực hiện chứ? Robot của mình không có não thì không có được đâu. Haley, mình nghĩ rằng đã đến lúc cậu nói sự thật cho Jin biết rồi đó. Mình biết, nhưng mình không làm được. Họ đang nói gì với nhau vậy? Mình chỉ sợ cậu ấy không bao giờ tha thứ cho mình. Mình biết, nhưng cậu kéo dài thời gian cũng không có được đâu. Mình biết, nhưng mình cần thêm thời gian. Mình hứa là sẽ nói với cậu ấy mà. Haley. Amber, Jin thế nào rồi? Mình biết cậu ấy vẫn thất vọng về chuyện bản thiết kế bị hư. Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ. Mình nghĩ có lẽ Roy biết điều gì đó nhưng không nói với chúng mình. Sao? Cậu nghĩ Roy đã làm đổ ly sữa sao? Phải. Mình chính mắt nhìn thấy Roy đi vào chỗ này mà. Cậu vừa mới nói gì Jin? Jin, cậu thấy Roy đi vào chỗ này hả Amber? Mình hiểu chuyện gì rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không có được đâu. Mình biết điều đó mà. Roy!
Mình không tin là cậu làm hỏng bản thiết kế của mình luôn đó. Cái gì? Nhưng thật sự là mình không làm đâu Jin. Mình không có làm mà. Tại sao cậu không nói ra sự thật chứ? Mình có một nhân chứng ngay tại đây nè. Rồi, chính mắt mình nhìn thấy cậu đi vào trong đó. Jin rất buồn khi mình nói với cô ấy. Mình rất xin lỗi. Không sao đâu, đúng là lúc đó mình có mặt ở trong thiệt. Tuy nhiên mình không phải là người làm đổ sữa. Được rồi, vậy thì ai làm hả? Dừng lại. Hứ? Mình không thể chịu được nữa. Mình là người đã làm đổ sữa. Mình cảm thấy rất sợ hãi. Mình nên nói với cậu ngay lập tức mới phải. Mình xin lỗi. Haley. Vậy có trở nên tồi tệ hơn không? Mình nên nói sự thật. Mình làm cho bạn bè nghi ngờ lẫn nhau. Cháy rồi. Hả? Cháy rồi. Ngôi nhà của Spooky đang cháy. Mình phải cứu lấy lốp xe của mình. Cháy rồi. Spooky, chuyện gì đã xảy ra vậy? Haley, mình đang bắn pháo hoa ở đây. Và rồi có gì đó không ổn. Xin đừng để lốp xe của mình bị cháy. Đó không phải là điều mình lo lắng. Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay. Đi thôi, đi theo mình. Nhanh lên. Lốp xe của mình. Hả? Mình phải đi ngay. Hả? Ồ không, sao vậy? Mình không bay được. Đầu của mình đã hít phải quá nhiều khói rồi. Jin, cậu biết là Haley không cố ý. Đó chỉ là một tai nạn thôi. Bây giờ cậu ấy nói sự thật với cậu rồi. Cậu hãy hiểu cho cậu ấy. Dạ, đây là đội cứu hộ. Jin, nhà của mình đang bị cháy. Sao chứ? Cậu có ổn không vậy? Mình thì vẫn ổn. Haley đã cứu mình ra ngoài. Nhưng mà cậu ấy bị mắc kẹt ở bên trong với một đống lốp xe đang bốc cháy. Mình nghĩ cậu ấy không thể bay được. Đúng rồi, Haley nói hình như chân dịch có gì đó không ổn. Cái gì? Không được rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy? Đừng lo lắng Jin, cậu ấy sẽ ổn thôi. Nhanh lên, chúng ta cần tới nhà của Spooky. Đi thôi. Cậu nghe thấy mình không? Spooky! Chắc cậu tới rồi. Tụi mình sẽ xử lý. Cậu tìm nơi nào đó an toàn đi. Được. Mình sẽ vào trong và đưa cậu ấy ra ngoài. Hai người hãy cố gắng dập tắt ngọn lửa nha. Được rồi. Haley! Haley, mau ra khỏi đây thôi. Rồi. Phải, chúng ta đi ngay thôi. Được rồi. Haley, an toàn rồi. Phải. Mình vẫn ổn mà. Chúng mình rất lo lắng cho cậu đó. Tất cả đều là lỗi của mình. Nếu mình nói sự thật thì sẽ không có chuyện. Mình sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Không có sao đâu Haley. Chúng mình thật sự cảm thấy rất mừng khi cậu vẫn ổn. Phải. Đó là sự thật. Jin đã tha thứ cho cậu rồi. Thật sao? Tốt quá rồi. Đợi đã. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu và Jin vậy? Các cậu nói cậu ấy biết đây. Haley, cậu muốn đi đâu nữa hả? Cậu phải nằm nghỉ ngơi chứ. Mình biết, nhưng mình sẽ ổn thôi. Cậu mới là người phải đi ngủ. Gặp lại cậu sao? Haley. Cậu
cậu ấy quá cứng đầu. Mình rất vui vì mọi chuyện được giải quyết và cậu đã hoàn thành robot của mình. Chỉ trong thời gian ngắn thôi, cảm ơn Haley vì trí nhớ tốt quá. Đúng vậy, may là cậu ấy đã nhớ bản thiết kế của cậu trước khi bị hỏng. Cậu nói đúng, nhưng nếu như cậu ấy thành thật thì sẽ tốt hơn nhiều. Mình nghĩ là mình nên đi ngủ một chút. Đi đi, tụi mình sẽ quản lý trạm cứu hộ cho. Hả? Jin, cậu không thể ngủ ở đây, vào trong ngủ đi. Haley, cậu đúng là một kẻ gây rối. Hả? Chú làm được mà, chú Builder. Đội thi công không làm việc ở đây thật là yên bình quá đi. Cậu nói đúng. Đợi đã, Holly, có phải chú Builder không vậy? Chú Builder. Hồ, xin chào hai con. Chú đang làm gì ở đây vậy chú? Đây là ngày nghỉ mà. Chú cần hoàn thành một số công việc quan trọng. Ôi không. Chú có sao không vậy? Đầu chú. Chú Builder, nhìn chú không ổn cho lắm. Con có thể đưa chú tới bệnh viện được không vậy? Không cần, không cần. Chú chỉ thấy hơi chóng mặt thôi mà. Gặp lấy Builder. Xem nè. Con rất xin lỗi chú Builder. Nghe nè, ngày hôm nay các con đã làm việc gì rồi hả? Hãy nhìn đi, ở đây giống như một bãi rác vậy. Con nghĩ là do mấy ngày rồi chú chưa dọn dẹp ở đây đó chú Builder. Cái gì? Không, chú không chịu trách nhiệm về dọn dẹp đâu. Chú Builder thật sự rất giận tụi mình đó. Mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Sau đó thì chú ấy tiếp tục công việc của mình sao? Đúng, tụi mình tiếp tục hỏi có cần giúp đỡ không nhưng mà chú ấy lại không nghe. Chú ấy nói chú ấy có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng mình nhìn thấy chú ấy không ổn một chút nào. Có vấn đề nghiêm trọng nào trong khi thi công hay không vậy? Tụi mình nghe nói khi cơn bão kéo tới thì đường ray xe lửa bị ngập nước và công việc xây dựng lại đường ray của chú Builder khó hơn những gì mà chúng ta nghĩ đó. Có lẽ chú ấy đang rất căng thẳng, đặc biệt là thời hạn sắp tới nữa. Hoàn thành xong là sẽ đâu vào đây? Phải, nhưng chú ấy vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi. Đúng rồi đó Amber. Cậu và Jin tới chỗ chú ấy vào chiều nay để xem coi chú ấy có ổn hay không, rồi đưa chú ấy đi khám bác sĩ đi. Được chứ. Bruno, đừng làm như vậy nữa. Không, để đường ray xe lửa đi quanh hồ thì cũng phải đi quanh núi, và điều đó sẽ làm tốn thêm nhiều thời gian hơn. Thiệt tình ồn ào quá. Im lặng, chú không thể suy nghĩ được gì. Nếu muốn chơi bóng thì đi chỗ khác chơi đi, hiểu chưa? Dạ. Mấy tên này thật sự không giúp được gì hết. Chú Builder quá khó khăn với chúng ta, sao chúng ta có thể chơi lặng lẽ được chứ? Cậu nói đúng, hình như có chuyện gì đó khiến chú ấy bực mình á. Đúng vậy. Đây không phải là lần đầu tiên. Tuần này chú ấy đã làm mắng chúng ta rất là nhiều lần luôn. Nhưng mình không hiểu là chúng ta đã làm gì sai nữa. Nếu như làm sai, có lẽ... Xin chào. Xin chào. Xin chào em ơi. Xin chào Jin. Chú Builder có ở đây không? Có ở đây, nhưng có thể là cậu không muốn tới gần chú ấy đâu. Dạo gần đây chú ấy thật sự rất là khó chịu. Vậy các cậu có gây rắc rối cho chú không ấy không? Không thể nào, nào. Chú Builder, chú có nhà không vậy? Chú Builder. Jin. Có nghe thấy gì không? Hả? Chú Builder. Ôi trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy nè? Rồi, đóng lại đi. Được rồi, mình sẽ gặp cậu ở đó. Mình không biết là chú ấy bị bệnh. Chú Builder kiệt sức, chú ấy đã bị căng thẳng khi làm việc đó. Tụi mình không biết cái gì hết.
chú ấy sẽ ổn thôi. Để kiểm tra kỹ lưỡng coi có gì hay không đã. Đợi ở đây nha. Được rồi, cảm ơn Jin. Chúng ta thờ ơ quá. Bây giờ chúng ta nên dọn dẹp trước khi chú ấy quay về. Mình nghĩ đây là món quà tốt nhất mà chúng ta có thể tặng cho chú Biêu Nờ đó nha. Đây là ý tưởng hay nhất mà cậu từng nghĩ ra. Được rồi, chúng ta mau đi làm thôi. Được rồi. Mát. Xin lỗi. Sao cậu không nhìn được? Quay lại. Mình không thấy trái banh nào hết. Đây rồi. Cần phải cố gắng thêm chút nữa. Cố lên. Tránh ra. Ủa, có chuyện gì vậy? Mình đã khiến cho cậu ấy bị kẹt ở trong đống gỗ này rồi. Vậy bác sĩ đã nói gì? May mắn là không có gì nghiêm trọng. Chú Builder nghỉ ngơi nhiều hơn là sẽ khỏe thôi. Đúng là một tin tốt. Đúng vậy. Lúc đó tụi mình lo quá trời luôn. Đội cứu hộ nghe đây. Jin, mình cần giúp đỡ. Chuyện gì vậy Bruno? Tụi mình đang dọn dẹp sân cho sạch. Bây giờ Fox đang gặp nguy hiểm và tất cả là lỗi của mình. Mà phải cứu cậu ấy đi. Cậu đợi một chút, đội cứu hộ sẽ tới đó ngay. Cậu phải cố gắng lên nhà Pop. Đâu rồi? Nhanh lên, Pop bị mắc kẹt ở trong đống gỗ này nè. Pop, cậu vẫn ổn chứ? Cậu đừng di chuyển, tụi mình sẽ cứu cậu. Cậu cần phải giữ bình tĩnh. Các cậu đi tìm chỗ an toàn đứng đi. Ok, Molly. Nào, tụi mình cần lấy gỗ ra, đưa cậu ấy ra ngoài. Nhưng mà cẩn thận, đừng để gỗ sụp xuống. Được rồi. Để ở đây thôi. Được rồi, ra ngoài đi, Pop. Cảm ơn những tảng đá giữ cho khúc gỗ không đè vào người của cậu ấy. Mình xin lỗi cậu nha. Tụi mình đúng là đội thi công xây dựng vô dụng, có phải không? Tất cả những gì chúng mình làm là gây ra rắc rối thôi. Tai nạn có thể xảy ra, hãy nhớ rằng cố gắng hết sức là được rồi. Chỉ cần cẩn thận hơn vào lần tiếp theo là được rồi. Đúng vậy, nhưng làm thế nào có thể làm cho chú Builder hạnh phúc đây? Chú Builder sẽ cảm thấy hạnh phúc khi thấy cái sân được dọn dẹp sạch sẽ. Các cậu đừng lo lắng, chúng mình sẵn lòng giúp các cậu dọn dẹp. Đúng rồi, nếu tất cả chúng ta cùng làm, sẽ không mất nhiều thời gian. Cảm ơn các cậu.
hả? Cảm ơn Max. Không có gì. Mừng chú. Ôi trời, chú không thể tin được là nơi này lại sạch như vậy, giống như trở về một ngôi nhà hoàn toàn mới vậy. Chú có ngạc nhiên không? Ý con là sao? Có chuyện gì đã xảy ra khi chú không ở đây hả? Dù sao cảm ơn mọi người rất nhiều. À, có tin tốt, chú đã nghĩ ra một giải pháp cho đường sắt của chúng ta rồi. Wow, đó là tin tuyệt vời. Khi nghỉ ngơi thì chú sẽ suy nghĩ được nhiều hơn. Chú đồng ý. Trước kia chú không nghỉ ngơi nên không suy nghĩ được gì cả. Chú không nên tức giận với tụi con. Chú xin lỗi vì tất cả những gì chú nói. Không sao đâu. Chú ơi, chú nên nói với tụi con khi có điều gì làm cho chú lo lắng. Đúng vậy. Có lẽ chúng con sẽ đưa ra được một giải pháp gì đó. Đúng vậy. Đúng vậy. Nghỉ ngơi một ngày thật sự giúp ích rất nhiều đó. Nếu chú nghỉ cả tuần thì sẽ suy nghĩ được nhiều hơn nữa. Đừng nghĩ cả tuần là quá nhiều rồi. Chú giận thôi. Cảm ơn. Bác có một con cá. Xong rồi. Con muốn có một con cá hả? Dạ phải chú Builder. Con cũng muốn chăm sóc một cái gì đó giống Bót. Nhưng mà chăm sóc một con cá không phải chuyện đơn giản đâu nha. Con biết là con làm được, con hứa đó. Con rất muốn nuôi cá. Để chú mua cho. Chào Kem, đi chơi vui không? Một chuyến đi vô cùng thú vị. Tôi nhìn thấy thác nước, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi còn chụp bao nhiêu là hình nữa. Chắc chắn mọi người sẽ rất thích thú. Ông thật là may mắn. Phải, nếu có cơ hội thì cho chúng tôi xem hình với. Vậy mọi người có muốn đi cắm trại với tôi tối nay không? Cắm trại. Đúng vậy, các cô cậu có thể ngồi ở trong rừng xem những tấm hình đó giữa tiếng dế kêu. Vậy thì các cô cậu sẽ thấy giống như là mình đang đi du lịch thật. Muốn đi không? Nếu không có việc gì đột xuất thì tụi mình sẽ tới. Đúng. Đó, xong rồi Max. Sao, con thích nó không? Con cảm ơn chú Builder, con rất là thích nó. Nó mới đổi môi trường sống cho nên con phải chăm sóc cho cẩn thận nghe chưa? Dạ, chú cứ yên tâm. Được rồi, chú qua chỗ Builder đi. Dạ chú. Con cá này nhìn giống Max thiệt á. Đương nhiên, em trai mình mà. Tên nó là Max béo nhỏ. Max bé nhỏ hơn cái tên nghe dễ thương ghê ha. Coi bộ cậu thích con cá mới của mình lắm nha. Đương nhiên rồi. Nên hôm nay mình không chơi với mọi người được. Mình phải chăm sóc cho nó nữa. Không sao đâu, tụi mình tự chơi được. Ngày mới vui vẻ nha. Đi thôi. Tạm biệt. Max bé nhỏ, chỉ còn lại hai anh em mình thôi. Em dễ thương quá. Max béo nhỏ cứ bơi vòng vòng như vậy mà em không thấy chán hả? Nhưng anh thì chán rồi. Max, mau lên, ra đây đi. Có chuyện gì vậy? Sao, mọi người đi cắm trại hả? Đúng vậy, tụi mình gặp ông Cam, rồi ông ấy rủ tụi mình vào rừng chơi luôn. Ông ấy nói sẽ cho tụi mình xem hình đi du lịch, rồi sau đó ông ấy chơi đàn cho mọi người nghe. Có lửa trại với nhiều trò khác nữa, chắc là vui lắm à. Cậu cũng đi đi. Nhưng mà nếu mình đi thì ai chăm sóc cho Max béo nhỏ? Mình còn phải cho nó ăn tối nữa. Đi chút rồi về đâu cần đi cả đêm. Mấy cậu nghĩ là không sao hả? Đương nhiên mọi chuyện sẽ ổn mà. Ha ha.
Thế Ly, cậu đem theo vali để làm gì vậy? Đem nhiều làm gì chứ, đi có một đêm thôi mà. Mình biết, nhưng mình không muốn bỏ gì ra hết. Nghe nói mọi người ở công trường cũng đi nữa, cho nên chúng ta càng phải chú ý sự an toàn của tất cả mọi người. Yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho mình với Haley. Tới rồi hả? Đông vui thật đó. Mình không biết có nên đi không, nhưng giờ mình thấy là mình đã quyết định đúng. Chắc chắn hôm nay sẽ rất là vui. Cảm ơn ông đã mời tôi nha. Cậu thấy vui là được rồi, không cần phải cảm ơn tôi. Soạn đồ đàn trai trước đi, rồi chúng ta bắt đầu buổi cắm trại nào. Đúng, quá. Haley, cậu có thấy rung chuyển không vậy? Có, hình như động đó. Mình cũng nghĩ như vậy đó. Polly với Roy đang đi kiểm tra tình hình trong thị trấn. Cậu phải thu dọn chỗ cắm trại và đưa mọi người tới nơi an toàn ngay lập tức. Hiểu rồi Jin, nghe rồi chứ. Trời, có thể sẽ có động đất trong vài phút nữa nên chúng ta phải sơ tán ngay. Đi thôi. Tất cả mọi người đi theo mình. Khoan. Cư dân thị trấn Rum chú ý, có thể sẽ có động đất trong vài phút nữa. Mọi người mau tìm nơi trú ẩn. Mau lên, mọi người, mau tìm nơi trú ẩn hoặc những nơi không có nhà cao tầng và hãy thật là bình tĩnh. Rồi, mai mà gặp em, chị tắt hết điện rồi. Tốt, chị mau tới nơi an toàn trước đi. Nhưng mà khi chị vào trong, nhớ là không được đóng cửa để có việc còn chạy được, chị nhớ nha. Cảm ơn em. Mọi người ở yên trong nhà để tránh đồ vật rơi dở. Phải ở yên dưới gầm bàn và để một cái gối mềm ở trên đó. Trời ơi, lần này chắc là nghiêm trọng dữ lắm mà nghe. Chắc vậy rồi, tôi phải thu dọn đồ đạc về nhà liền. Không biết bây giờ mấy đứa nhỏ nó sao rồi, hy vọng là chúng không bị vậy gì hết. Vậy ông về đi, nhanh lên. Mấy đứa, có trong đó không? Mấy đứa. Chúng bỏ đi đâu hết rồi? Ôi trời ơi, nước chảy ra hết rồi. Cửa bị kẹt rồi. Mình sợ quá. Chúng ta không sao đâu, tất cả bình tĩnh. Bao lâu mới hết vậy em ơi? Mong là không lâu lắm. Chỗ này là nơi an toàn nhất rồi. Hiểu rồi. Hình như hết rồi đó. Haley, tình hình bên đó sao rồi? Bên này không sao. Động đất qua chưa? Bọn mình ra ngoài được chưa? Hết động đất rồi, có thể ra ngoài đó. Ra ngoài được rồi, trận động đất qua rồi. Cuối cùng cũng qua rồi. Không cần lo lắng nữa. Roy nói là bờ biển với bến cảng đều không sao hết. Để đảm bảo an toàn thì mọi người sẽ không cắm trại nữa. Amber với Haley đang trên đường về trung tâm. Nếu vậy thì bây giờ mình cũng về luôn đây. Được rồi Polly. Cũng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cuối cùng lại phải đi về. Ủa, hộp thư bị hư luôn rồi. Chắc là tại trận động đất đó. Không biết nhà mình có sao không nữa. Bác bé nhỏ, mình quên mất con cá của mình rồi. Bác bé nhỏ, sao không mở được cửa vậy? Không xong rồi. Ai ngoài đó không? Là chú Miêu Nương. Đội cứu hộ, Jin nghe đây. Mọi người tới đây liền đi. Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp. Có chuyện gì vậy Jin? Chú Builder bị kẹt trong nhà của Max. Các đơn vị mau chuẩn bị rồi xuất phát. Sẵn sàng. Huh.
tới rồi. Mọi người giúp mình với, chú Biêu Đơ với cá của mình đang bị kẹt ở trong đó. Cậu đừng lo, bọn mình sẽ đưa họ ra ngoài. Rồi, cậu thử mở cửa xem sao. Để mình. Chú Biêu Đơ, chú có sao không? Chú không sao. Bồ Ly, trận động đất làm kẹt cửa rồi, mình không mở ra được nữa. Được rồi, vậy thì chúng ta phải phá cửa. Chú Biêu Đơ, lùi lại đi, tụi con sẽ phá cửa để vào. Được rồi. Bây giờ phá cửa thôi. Được. Tội nghiệp Max Bell nhỏ. Bình an nha. Chú Biêu Đơ kìa. Chú có sao không? Đừng lo, chú không sao. Nhưng hình như con cá không ổn. Nó hết bơi rồi. Không, tội nghiệp Max Bell nhỏ không. Chờ chút đã, để mình cho nó thêm chút nước. Max Bell nhỏ ơi, nó vẫn không bơi được. Bây giờ tính sao đây? Đã, nó cử động. Mình mới thấy. Cậu có chắc không? Ember nói đúng đó Max. Coi nè, thấy chưa? Mắt bé nhỏ không sao hết. Sao? Con đi cắm trại rồi để con cáo một mình hả? Con xin lỗi. Chú rất tiếc, nhưng chú phải lấy lại con cá. Đừng mà chú, con sẽ không làm như vậy nữa đâu. Chú Biêu Đơ ơi, tụi con mới là người xúi Max đi cắm trại, cho nên tụi con cũng có lỗi nữa. Dạ. Nhưng mà đây là trách nhiệm của Max. Đừng mà chú ơi, đừng lấy lại mà chú. Chú Biêu Đơ ơi, Max biết lỗi của mình rồi, hãy cho cậu ấy một cơ hội đi. Dạ, cho một cơ hội đi chú. Đừng không chú. Được rồi, chú cho con một cơ hội. Con cảm ơn chú, con sẽ chăm sóc cẩn thận. Chú tạm tin con, nhưng mà con phải nhớ, chăm sóc một sinh mạng là một trách nhiệm vô cùng quan trọng. Nó phụ thuộc hết vào con biết chưa? Dạ. Xin lỗi em Max Bell nhỏ. Giỏi quá. Huy chương của cô Bell. Ở đây hay ở đây? Phát hiện trò rỉ. Đây rồi, con tìm thấy chỗ rò rỉ rồi đó chú Biêu Đơ. Tuyệt vời. Nè Pork, con làm được hay không? Theo tôi nghĩ có vẻ như ống cống đã cũ tới mức bị rò rỉ nước tới văn phòng của bà. Cho dù chúng tôi bắt đầu làm việc ngay á, thì cũng phải mất ít nhất một ngày mới hoàn thành được. Không sao cả. Cô ơi cô. Đây là gì? Cái này là quy chương hạnh kiểm tốt mà hồi còn trẻ cô được trao. Quy chương hạnh kiểm tốt có nghĩa là cô đã làm việc phục vụ đất nước, phải không? Đúng vậy, thật sự rất đáng kinh ngạc. Thật tuyệt vời khi có một quy chương như vậy. Có thể cho con xem kỹ hơn không? Đương nhiên rồi. Đúng là tuyệt vời quá đi. Thật sao? Mình không biết cô Bèo từng làm việc ở trong hải quân. Trong hải quân đó. Mình biết. Từ lúc mình gặp cô ấy thì cô ấy từng lập một kỷ lục rồi. Vậy cậu có tìm ra nơi rò rỉ nước không, Haley? Rồi, chú Biêu Đơ đã nói như vậy nè. Cũng nhờ Haley đã phát hiện ra chỗ rò rỉ nước. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Nói với bà ấy giùm chú. Đúng vậy, chú Biêu Đơ thật sự đánh giá cao những phát minh của mình. Chờ đã, nếu mình có thể nâng cao chức năng của máy phát hiện sự cố thì sao đấy? Ý là cậu có thể thêm nhiều chức năng cho nó sao? Đúng. Mình nghĩ rằng mình có thể làm cho nó tuyệt vời hơn. Bây giờ phải làm gì đây? Mình nghĩ là cậu ấy sẽ đưa ra một kế hoạch tuyệt vời khác. Chắc vậy. Quay đều. Trộn bê tông cho thật đều. Xoay bê tông theo vòng tròn. Xin chào mọi người. Xin chào Mickey.
Mình nghĩ là những dự án của chú Builder sắp hoàn thành rồi đó. Cậu thật mắc cười, luôn làm cho mọi người cười. Thật là mắc cười. Nhưng mình bị kẹt rồi. Xong rồi. Vậy là văn phòng của bà không bị rò rỉ nước nữa. Bà có thể dọn dẹp lại mọi cảm thứ. Cảm ơn ông Builder. Không có gì. Rồi Mickey, con có thể đổ bê tông ngay bây giờ. Dạ được. Tôi sẽ bắt đầu dọn dẹp văn phòng của mình ngay bây giờ. Cô ơi, khoan đã. Con có vinh dự được giúp cô bưng mấy cái hộp này tới văn phòng không cô? Đương nhiên được rồi. Cậu bắt đầu bưng từ tủ hồ sơ nha. Dạ. Cẩn thận, Lifty. Hả? Chỉ cần đợi thôi. Cái máy này sẽ là phát minh tốt nhất của mình. Jin. Hả? Chào các cậu. Cậu làm tới đâu rồi? À, mình đã thêm nhiều chức năng vào đây. Ồ, và mình cũng đã đặt tên cho nó. Cậu gọi nó là gì? Gọi là máy giò tìm tất cả mọi thứ. Máy giò tìm tất cả mọi thứ. Máy giò tìm này có thể tìm được bất cứ thứ gì, kể cả ở dưới lòng đất, và bao gồm rất nhiều chức năng tuyệt vời nữa đó. Cậu nghĩ chúng ta có thể tìm thấy một số kho báu bị chôn vùi không? Phải. Ồ, vậy mà mình lại không nghĩ tới. Chúng ta có thể trở thành thợ săn kho báu. Phát minh của mình có thể giúp cho mọi người. Hãy chờ xem những gì nó làm nào. Con hoàn thành nhanh hơn cô nghĩ đó. Cảm ơn Lifty. Con rất hân hạnh. Mà nè, con thấy quy chương của cô không? Hả? Cô nhớ là cô đã để vào cái hộp này mất rồi. Còn con nhìn thấy hay không vậy? Con không thấy cái quy chương nào hết. Thật kỳ lạ. Không gì vui hơn khi hoàn thành công việc. Mickey. Mickey, con có thấy quy chương của cô hay không vậy hả? Dạ xin lỗi cô Bell, con không thấy quy chương gì hết. Bây giờ sao đây? Cô đâu có đem theo quy chương đi ra ngoài đâu. Nếu vậy thì cô có nghĩ là có ai đó đã lấy nó không? Nhưng ai sẽ làm điều này? Để xem. Đúng là tuyệt vời quá đi. Lifty, con thực sự không nhìn thấy quy chương của cô hay sao? Con không thấy thật mà. Đại đá, cô nghĩ con đã lấy nó hay sao? Vì cái hộp đựng quy chương là con bưng vào trong mà. Nhưng mà cô ơi cô phải biết là con không bao giờ lấy đồ đạc của cô khi chưa hỏi trước. Cô nghĩ con là người như thế nào? Con sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Lifty. Thiệt bực mình. Tại sao cô ấy có thể nghi ngờ mình lấy quy chương của cô ấy chứ? Nếu quy chương bị rớt ra khi mình đang bưng cái hộp thì chuyện gì xảy ra? Đúng là lỗi của mình rồi. Mình nên làm gì bây giờ? Nó ở đâu? Nó có thể ở đâu đây? Có thể ở đâu? Mình không thấy nó ở đâu hết. Hả? Có ở đây không ta? Cái này đâu phải quy chương. Cô lên Letty, nhanh lên. Hả? Cậu vừa mới nói gì vậy? Là mình Lifty nè. Thả mình xuống đi. Mình không làm cậu đâu. Sao vậy? Chỉ cần đặt xuống là được. Rồi. Không phải kéo lên đâu. Mình không điều khiển được. Có chuyện gì rồi đó. Mình bị kẹt không điều khiển được. Cô phải biết là con không bao giờ lấy đồ đạc của cô khi chưa hỏi trước mà. Mình không nên buộc tội Lifty. Cô Bell, đến đây. Cô Bell đến đây nhìn cái chuyện gì vậy? Máy bắt đầu dò tìm. Hoan hô, hoạt động rồi. Tuyệt vời Jin, đúng là một phát minh tuyệt vời. Cái máy thậm chí có thể xác định được hình dạng của một vật thể được giấu dưới lòng đất, phải không? Đúng rồi. Xin chào cô Bell. Có chuyện rồi, Lifty đã gửi trong cái ống bị treo lơ lửng. Các cậu đã nghe thấy rồi đó. Bây giờ nhanh chóng đi đến cảng biển đi. Được rồi.
cậu bay tới đó trước đi. Được rồi. À, mình còn trẻ lắm, mình không muốn chết như vậy đâu. Chết đi. Mình đang cố gắng làm vậy thôi. Mọi người. Ellie. Sẽ ổn thôi, Lifty. Đội cứu hộ đang đến. Được rồi. Cứu lên. Haley, nhanh lên đi các cậu. Mình sẽ đến đó giúp Haley. Hai cậu ở dưới đây sẵn sàng nhé. Hiểu rồi. Lecky, cậu có thể nâng mình lên đó được không? Được. Mình đang tới đây rồi. Rồi, lấy tay cứu hộ. Được rồi. Xong rồi. Lifty, đi ra đây. Không, cao quá. Không sao đâu, cậu ra đi. Ra đi, Lifty. Tụi mình sẽ giúp cậu. Tuyệt vời. Yeah. Tốt lắm. Làm tốt lắm, Lifty. Cảm ơn, Lecky. Không có gì. Lecky, mình sẽ nhờ Jin kiểm tra bánh răng của cậu ngay lập tức. Tuyệt vời. Cảm ơn, Polly. Cô đã trách sai Lifty nên mới xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy đó. Dạ cô đều. Cô thực sự rất xin lỗi Lifty. Đừng nói vậy. Có thể con đã làm rơi cái quy chương của cô thiệt rồi. Lifty làm rơi cái quy chương thì tại sao lại không tìm thấy vậy? Đúng là kỳ lạ thật. Mickey nói cậu ấy cũng không nhìn thấy. Có khi nào quy chương của cô rơi ở dưới lòng đất không? Sao lại như vậy được? Sắp xếp thứ tự mọi chuyện nào. Mickey đã đổ bê tông ướt vào hôm qua đúng không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu huy chương rơi ra khỏi chiếc hộp mà Lifty đang bưng vào? Sau đó thì Mickey đổ bê tông lên huy chương mà cậu ấy không hề biết. Phải. Bây giờ chúng ta cần tìm xem huy chương có thực sự ở dưới đó không? Mình biết một cách. Chúng ta có thể sử dụng máy dò tìm của Jin. Máy dò tìm của Jin sao? Bắt đầu dò tìm. Đã phát hiện kim loại quý. Có phải không cô? Hả? Quy chương của cô. Lifty ơi, đã tìm thấy quy chương rồi kìa. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nhiều lắm. Không có gì. Mickey, khi nào thì cậu đập bể bê tông và lấy quy chương ra vậy? Không thể. Bê tông này quá hoàn hảo. Jin, cậu có chắc là ở dưới đó có rất không? Rất chắc chắn. Mình mong là cậu không nghi ngờ phát minh của mình. Mình không có. Nhưng phát minh của cậu phá hỏng lớp bê tông hoàn hảo của mình. Amber tập luyện. Nhanh lên Roy. Sắp lên tới rồi. Hai cậu làm tốt lắm. Hai cậu được cấp giấy phép cứu hộ núi rồi. Bây giờ chỉ đợi Amber leo lên luôn là xong. Amber, cậu đừng lo lắng. Tranh thủ thời gian đi. Đến giờ mình vẫn cảm thấy ổn. Amber. Nè, cậu vẫn ổn chứ? Ừ, mình ổn. Mình nghĩ là hôm nay nên dừng tại đây đi. Không cần. Tiếp tục nào, các cậu quay về trạm cứu hộ đi. Mình muốn ở lại đây thực hành. Được thôi. Wow, cậu ấy muốn hoàn thành chuyến leo núi này. Amber, cẩn thận đó. Cảm ơn, mình biết mà. Khi nào mình mới leo lên được vách đá và lên đỉnh núi đây?
buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Mình không thấy Amber đâu hết. Ồ, cậu ấy đã tới thung lũng ô để có thêm thời gian luyện tập leo núi. Sao? Nhưng mà hôm qua cậu ấy đã luyện rồi mà. Phải, nhưng mà cậu ấy nói là cậu ấy muốn leo lên đỉnh núi sớm hơn. Cậu ấy thực sự muốn giỏi hết tất cả mọi thứ sao? Hayley, lý do Amber luyện tập chăm chỉ như vậy là vì cậu ấy thực sự rất muốn có thể giải cứu mọi người trong mọi tình huống mà. Mình hiểu. Mình thực sự hy vọng rằng cậu ấy có thể lên đỉnh núi vào lần tới. Đây là thời gian cho bài tập thể dục buổi sáng. 1, 2. Cái gì vậy? Sau đó chú nhận ra cái cây khô héo và ốm yếu quá. Chú nói rất đúng, cái cây trông không khỏe chút nào. Mọi người, mình tìm thấy thứ này. Nhìn kìa. Đây là loài côn trùng gì vậy? Mình không chắc, nhưng mà cây này cũng có vấn đề giống như cây kia. Các cậu có nghĩ rằng loài côn trùng này liên quan đến những gì đang xảy ra không? Cũng có thể là vậy. Chúng ta nên đưa nó tới trạm cứu hộ và kiểm tra xem sao. Đúng rồi. Hayley, cậu nhìn xung quanh xem có cây nào khác có cùng triệu chứng này nữa không vậy? Được rồi. Chú Musty, tụi con cần xem xét kỹ hơn về vấn đề này. Được rồi, mấy cái cây này đều có một chút bất ổn. Quan sát loài côn trùng này, trông giống như là loài gây hại vậy. Gây hại sao? Côn trùng này lấy hết dinh dưỡng của cây. Mình nghĩ rằng cây bị bệnh là vì nó đó. Chúng ta có biết loài côn trùng này tới từ đâu không Jin? Chúng ta thử xem khu vực xuất hiện loài côn trùng này đi. Rồi, mình sẽ chỉ ra nơi côn trùng này xuất hiện đầu tiên. Và mấy cái cây ở trong nhà của chú Musty. Có vẻ như khu rừng Âu là nơi bắt đầu gây ra chuyện này đó. Nếu đó là sự thật thì có thể đã lan ra toàn bộ khu rừng. Jin, bây giờ chúng ta nên đi kiểm tra rừng không? Có, mình sẽ kêu Amber đi tới khu rừng trước. Như vậy thì các cậu có thể xử lý chuyện ở đây. Tốt lắm. Đau quá. Đau quá đi. Jin, sao vậy? Amber, mình đang gửi cho cậu một đoạn video. Được rồi. Hả? Đây là loại côn trùng gây hại sao? Tất cả cây cối trong thị trấn đều bị bệnh vì nó hết. Mình nghĩ khu rừng Âu là nơi nó trú ngụ. Nếu cậu có thể kiểm tra khu rừng thì thật là tuyệt vời. Hiểu rồi. Holy, cái cây này xong rồi. Mình cũng đã hoàn thành. Tốt lắm. Bây giờ, chú Musty, tất cả các nhánh cây bị bệnh đã cắt hết rồi. Cây sẽ ổn thôi. Được rồi, cảm ơn các cháu rất nhiều. Bây giờ chúng ta nên di chuyển sang vị trí tiếp theo đi. Nè, chúng ta đã nghe tin gì về Amber chưa? Mình đoán là cậu ấy vẫn đang đi tìm. Ở đây có phải không? Mấy cái cây này rất tốt. Hả? Mình tìm thấy cây bị bệnh rồi. Amber, cậu điều tra đến đâu rồi? Mình vừa tìm thấy một nhóm cây bị bệnh ở trong rừng. Mình sẽ gửi vị trí cho cậu. Nhưng trước tiên mình muốn điều tra thêm một chút nữa nha. Sao vậy Amber? Amber nói đi. Amber. Amber. Jin, có chuyện khẩn cấp rồi. Chuyện gì? Mình vừa mất liên lạc với Amber khi đang nói chuyện với cậu ấy. Hình như là có chuyện xảy ra với cậu ấy rồi. Đừng lo lắng Jin, đội cứu hộ sẵn sàng tới đó ngay. Amber! Amber! Amber!
Amber. Đau quá đi. Hình như là mình ngã xuống vách đá, máy liên lạc cũng bị hỏng rồi. Mình phải leo lên đó. Hả? Ôi trời. Amber. 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 Tín hiệu cuối cùng của cậu ấy đã được gửi từ vị trí này. Phải, chính xác là từ vị trí này rồi. Cậu ấy đâu mất tiêu rồi ta? Amber. Hả? Tiếng gì vậy? Mình nghĩ rằng chúng ta nên tách ra và tìm kiếm toàn bộ khu rừng. Chúng ta làm vậy đi. Các cậu. Hả? Amber đang ở dưới vách đá kìa. Có chắc không? Có an toàn không Haley? Cậu ấy ổn, nhưng cậu sẽ không bao giờ tin được những gì Amber đang làm dưới đó đâu. Hả? Đi kiểm tra thử xem. Được. Amber. Mình đã nói là không thể tin được mà. Amber. Xin chào. Nè, chuyện gì vậy Amber? Trong khi mình đang kiểm tra khu rừng thì mình đã bị ngã xuống đây. Máy liên lạc của mình bị hỏng nên mình không có cách nào liên lạc với các cậu về tình huống khẩn cấp mà mình đã tìm thấy. Tình huống khẩn cấp gì? Nhìn đi, mình tìm thấy nơi trú ngụ của côn trùng rồi. Ôi trời. Wow. Đây là một vấn đề lớn. Đó là lý do tại sao cậu cưa hết nhánh cây ở đây đúng không? Phải. Khi cây bị bệnh thì phải cắt bỏ các nhánh cây để ngăn chặn vấn đề lây lan. Nhưng cậu có chắc là cậu ổn không? Ừ, mình vẫn ổn. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Để cứu khu rừng thì tất cả chúng ta phải làm việc để ngăn chặn côn trùng lây lan. Các cậu sẽ giúp mình chứ? Mình hiểu rồi. Vậy kế hoạch hành động là gì hả Amber? Tuyệt vời. Trong khi Haley phun nước từ trên cao, Bully và Roy sẽ giúp mình cắt hết các cây bị nhiễm bệnh. Tuyệt vời. Jin, tụi mình vừa làm xong ở khu rừng. Lát về rồi tụi mình sẽ nói rõ cho cậu hiểu. Rồi. Hôm nay làm tốt lắm mọi người à. Cảm ơn. Chúng ta đã cứu cây cối xong hết rồi. Cho nên hãy quay trở về trạm cứu hộ. Jin có vẻ lo lắng cho chúng ta đó. Thôi Jin à. Nè, mình vừa nghĩ ra một chuyện. Amber sẽ leo lên đỉnh núi như thế nào? Polly và mình có thể giúp Amber leo lên đỉnh núi mà. Cảm ơn Roy, mình ổn. Mình có thể tự leo lên. Amber, cậu nên chấp nhận sự giúp đỡ của họ. Tay sẽ đau lắm. Tay mình ổn, mình muốn tự thân leo lên đỉnh núi. Được rồi. Ok, cậu leo lên sau, tụi mình sẽ lên trước. Phải, cậu là người leo lên sau nha. Cảm ơn, mình sẽ thử. Đến lúc rồi. Cái móc đã được móc chắc chắn. Chúc may mắn. Cảm ơn. Sự giúp đỡ của các cậu. Không, thực ra là vì tất cả những công việc khó khăn mà cậu đã làm. Phải, một công việc tuyệt vời. Mình rất hạnh phúc vì cuối cùng mình đã leo lên được đỉnh núi với sự giúp đỡ của những người bạn tuyệt vời. Mình đã làm được. Yeah. Wow, Amber, có chân dễ bị té lắm. Cậu là giỏi nhất đó.